trên kệ có, trên kệ có một cái mẫu chị chưa bán bao giờ đấy. Hello các bác, chết rồi, hôm nay gặp nhau hơi nhiều á, hôm nay gặp nhau nhiều ba lần cơ, lần này lần thứ ba. Cậu em là chị Thương Phạm. Hello mọi người, các chị ơi vào nha, chia sẻ livestream để bắt đầu em lên nè. Đó. Em đặt hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Văn Sinh nhá. Không thấy dạo này chị đặt hàng nhiều á. Dạo này không thấy chị đặt hàng. Có em là chị Quỳnh Nga, thả tim luôn này. Các chị ơi vào luôn nhá. Của Kim. Có hai cái mụn ở đây, toàn một mụn ở dưới cằm. Tắc mà. Hai cái mụn đối xứng nhau. Trời ơi. Các chị ơi khiếp khủng lắm. Nghe lên 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 các chị ơi, nhanh tay nhá. Gọi là phốt, gọi là em định là em này, định gọi là đăng bài cơ. Ý là định đăng bài cơ nhưng mà không đăng bài chứ. Ngại cực kỳ luôn các chị. Tại vì là đã từng là khách sỉ của nhau á, nên là tin tưởng tuyệt đối mà. Nhận hàng còn nói chung là tin tưởng, rất là tin tưởng luôn. Đấy lúc bom, qua đến cao cấp luôn. Ok mọi người ơi, các chị vào luôn nhá. Đây cái bọc hàng bom to dã man mà em giật bán tặng luôn cho các chị. Bữa bên em chị gọi rồi mà tắt máy á. Hôm nào chị đấy? Hôm nào vậy chị? Đấy các chị ơi, đặt hàng em buồn lắm. Đừng buồn cả con ngan. Chân váy có chân váy em đang mặc nhá. Chỉ có chân váy em đang mặc thôi. Không có chân váy loại khác, chỉ có chân váy em đang mặc thôi. Chân váy em đang mặc là 99.000. Có em với chị Zena này, có thấy các bác luôn. Áo em mặc rất rẻ, tí nữa bán nhá. Áo này tí nữa bán nhá mọi người, được chưa? Bây giờ là chương trình cắt bom đã. Đây các chị lên luôn cho mã là đi. Bom 9K và kèm số điện thoại cho em đi. Hàng hồi chiều chưa cho đi á. Kiểm tra đơn giúp chị Nguyễn Vân này là ok bác luôn này, nhiều lắm. Chị này bom toàn hàng cao cấp thôi mà. Bom không gì, lấy toàn bộ là hàng cao cấp hết. Hàng mà em vẫn đang bán là 179.000 rồi ạ. Vẫn muốn bán là 179, 169 ấy. Lấy rất là nhiều, độ tầm gần 100 bộ chứ đâu ít các chị. Rất là nhiều đấy, bom 9K cho em nhé, toàn bộ cao cấp. Đây các chị. Em thì không tiện nói, em không tiện nói tên đâu. Em không tiện nói tên đâu các chị, tại vì là từng là khách sỉ của nhau rồi, nói dạo mất hay. Nhưng mà chị nào chị ấy xem lại là chị ấy biết mà. Chị ấy bom cái gì thì chị ấy biết mà. Đặt hàng rất là nhiều các chị ơi. Còn vấn đề là bảo là hàng. Đặt hàng rất là nhiều nhá, nhưng mà ấy, kiểu là nếu mà đến lúc gửi đơn, gửi hóa đơn thì lại bảo chưa không, một tuần rồi không thấy trả lời. Đến lúc hôm sau trả lời lại bảo em ơi là cao quá chị không lấy được. Bây giờ trả đơn cho chị nhé, nó rất là nhẹ nhàng. Đi xả đơn của người khác nói một cách cực kỳ là nhẹ nhàng các chị. Chỉ cần em ơi xả đơn cho chị nhé là xả đơn này. Đơn của chị ấy gần 20 triệu các chị, không nói điêu các chị làm gì. Đơn khách sỉ nhé các chị biết rồi. Không ít đâu, đã nhiều, ít thì ít hẳn. Nhiều là rất là nhiều. Toàn những đơn gần 20 triệu các thứ đây các chị này. Toàn bộ cao cấp. Đây. Toàn bộ cao cấp các thứ thôi mà. Đây các chị này, nếu mà chị ấy xem like thì có biết rồi á. Bom nhà em toàn bộ cao cấp, toàn lấy cao cấp không lấy gì hết. Chỉ lấy cao cấp thôi. Đây các chị ơi, tất cả những cái bộ này nhá, hôm trước tranh cho bằng được. Hôm trước gọi là tranh cho bằng được các chị, nên lúc đâu có lấy đâu. Đây toàn bộ cao cấp, bộ cao cấp này, bộ hoa cúc các thứ này. Em bán tặng luôn cho các chị luôn nhá, 9.000 thôi. Đây, trời ơi. Nhìn hộ em này. Nếu mà bác ấy xem like là có biết rồi đấy. Chị ấy mà có xem like của em là biết rồi, không cần nói tên đâu mà. Nhưng nhìn cái là biết ngay luôn nhá mọi người nhá. Đây, nhìn giúp em này. Toàn là bộ này em không có điêu các chị. Đơn của chị ấy là 17 triệu mấy trăm gì đấy, 900 gì đấy, em không nhớ lắm. Nhưng mà lấy là 76 bộ cao cấp, toàn lấy bộ cao cấp không lấy bộ gì hết. Đây, bộ này đúng không các chị? Em có bán là 179.000 á, toàn lấy bộ cao cấp, các chị nhìn giúp em hộ em này. Trời ơi, có ai bom như thế này không? Em tặng hết cho mọi người luôn nhá, 9.000 đồng. Đây này. Bọc này là bộ hoa cúc nhá. Lấy hai bọc mà. Tại vì bộ cao cấp nó nặng lắm ấy, nên toàn chia làm hai túi, đem một túi này. Em về lâu rồi đấy. Nhưng mà mấy nay em bận quá em không cắt thôi. Áo em mặc có bán, tí nữa lên cho các chị luôn này. Đây này, đây là bộ hoa cúc này. Còn cái bọc đây nữa này. Đây là bộ toàn bộ đắt, không biết là trong đây là những cái bộ gì. Bộ gì nhá, em nói thật. Em mà không để chị em lấy hàng của nhau từ đợt năm trước á, em nói thật em chỉ cần bỏ ra bao nhiêu tiền, 3 triệu là, 3 đến 5 triệu chia sẻ, các chị chia sẻ livestream á, chị ấy thôi không cần bán đâu.
Bác ấy bán hàng cũng được, cũng khá được mà các chị lấy hàng như thế là biết bán được rồi. Nếu mà không lấy được ấy thì không bao giờ lấy hàng kiểu đấy đâu các chị. Nhưng mà kiểu hàng gọi là mình đồng ý đúng không, thuận mua vừa bán, hàng gửi toa thì phải xem đơn đơn nó bao nhiêu tiền để còn lấy. Đây không làm gì các chị, không làm gì luôn, gọi là không không trả lời tin nhắn, đợi chờ, gọi mòn mỏi các chị, đợi chờ, gọi là đợi chờ, gọi là 1 tuần sau mới trả lời thì bảo là em ơi hàng nó cao quá, chị tưởng em là bán 180, em xỉ ra có 110 mấy nghìn đấy thì chị mới lấy, coi em bán như thế em lãi như thế, gọi em làm giàu to các chị đúng không. Làm gì có cái chuyện đấy. Đây các chị, bom ở đây nữa này, cái cọc hàng đây này, đây cũng là bộ cao cấp hết mà, không lấy bộ gì ngoài bộ cao cấp, chỉ lấy cao cấp thôi, không lấy cái gì hết. Trời ơi em nói chị nhá, em nói thật chưa bao giờ em bán đơn xỉn cho ai mà phải đi năn nỉ người ta từng tí các chị, phải đợi chờ người ta gọi là đưa tiền cho Viettel á, đưa tiền thì đơn xỉ thì em chị ấy là yêu cầu là gửi bên Viettel thì vẫn gửi bên Viettel thôi đấy các chị ơi. Cơ chưa cần nói tên đâu đã lên bao nhiêu, em chỉ cần hôm nay bỏ ra 5 đến 3 đến 5 triệu nhá, không nghĩ đến tình chỉ em gọi là các thứ là em cho bà ấy nổi rồi. Nhưng mà thôi em không muốn, em không muốn gọi là em cũng tạo nghiệp nên em đâu có, em đâu không đăng luôn nhá. Hôm trước em đi máu lắm các chị, có ai hai đơn hàng đến nơi ship bên Viettel, bên Viettel thì là gọi là chỗ chị ấy hay gửi hàng thì gọi là được nhận hàng, nhận hàng chưa được mở ra bán hàng luôn, lấy cái số hàng đấy bán trong khi chưa chuyển code cho em mà vẫn có gọi là chưa, gọi là chưa ký nhận mà đã có hàng bóc hàng ra để bán rồi các chị, có ai như thế không. Gọi là nói chung là bán với chị ấy mệt mỏi lắm, mệt mỏi con tim lắm, bây giờ gọi là mệt quá rồi. Dù chị ấy bây giờ có đặt hàng hay không như thế nào em cũng không chốt, tại vì các chị đâu kiểu mà vừa đi bán hàng vừa kiểu ăn xin ấy, ăn xin người ta ấy, mà hàng của mình đến nơi nhá còn ý ai lại còn không thèm nhận cơ các chị ơi, khổ thế, mệt mỏi lắm. Đây bom toàn bộ cao cấp chứ không phải là bộ gì đâu, đây toàn bộ cao cấp này, bộ hoa cúc này, chắc là bộ hoa cúc thì hôm trước chị nào biết đúng không, em tặng hết các chị 9.000 nhá. Bộ hoa cúc này, đây đây cũng là bộ hoa cúc luôn, cái bộ mà hôm trước em chẳng bán được các chị còn gì đúng không, hoa cúc các thứ này, nhìn giúp em này, đây các chị cái bộ này đây, đặt rất là nhiều đâu có đặt ít đâu các chị, đặt nhiều lắm, tưởng là bán 180 chỉ ra có 110 mấy nghìn, của em lại giàu to, em giàu to từ ba đời, em không cần bán đến bây giờ đâu. Đây nhìn giúp em này, toàn bộ hoa cúc thôi mà, lấy toàn hoa cúc này. Đây các chị, đây bộ thổ này, đây là toàn bộ hoa cúc, bộ đá này, cả bộ đá nữa luôn, và bộ gì đây nữa, bộ hoa cúc em phân size đi, phân size đi để mà phân size phân mẫu đi để mà xếp lên kệ. Đây bộ thổ đi, tặng hết cái chỗ đây cho các chị đi, bộ hoa cúc đến này nhiều lắm ấy, không đặt ít đâu các chị nghĩ xem bao nhiêu bộ, 78 bộ thôi nhưng mà toàn những cái bộ đắt, các chị nhân với số tiền là hơn hơn 17 triệu của em ở đây. Đây em mở ra đây đó chị, em tặng hết cho mọi người luôn cho em nhé, 9.000 đồng thôi. Ok cho bắt đầu chốt chị đầu tiên đi này. Em có thật gọi là chị ấy cũng bán hàng đấy nhưng mà kiểu là sao nhỉ, phải nói từ sao ta, xả đơn của một cách rất là dễ dàng, bảo em ơi xả đơn cho chị nhé, bỏ đơn cho chị quá, tay có công một câu rất đơn giản thôi. Nào em ơi quay cái quạt ở đây cho chị với, đưa chị một cái điều khiển nhá, nhìn giúp em nè, em tặng hết các chị luôn 9.000 nhá. Em nói thật, em nói thật, em chỉ cần hôm nay bỏ ra, không gọi là không nể tình chị em á, hôm nay bỏ ra chỉ cần 5 đến 10 triệu thôi là chị ấy nổi hot hòn hòn rồi, không cần nói nhiều. Chị ấy cũng bán hàng, cũng bán được hàng mà lại còn làm như thế này. Các chị không biết đâu, người ta bán lẻ cho mọi người là một chuyện, nhưng mà người ta đi bom hàng người khác chỗ xỉ người ta bán là một chuyện luôn. Có thể lấy hàng vẫn bom hàng bình thường, không có chuyện mà không lấy lấy hàng rồi mà bom các thứ đâu các chị ơi. Người ta bán cho chị là một đường, nhưng mà người ta có thể đi bom chỗ khác cũng bình thường mà, nhưng người ta bom chỗ khác bom nhiều hơn, còn bán cho mọi người là bán lẻ, còn đây người ta bom đơn xỉ mọi người, chứ không phải bom đơn lẻ như bình thường đâu. Bom 9k cho em nhá, in cho chị đầu tiên đi, tặng luôn các chị 9.000 này, đẹp rụng rời, bảo em vứt vào giữa mai rồi mà xếp lên, đang đâu em vứt ở đấy, tí nữa nó lấy đường đi ở đâu. Bom 9k mà kèm số anh ấy đang bận, chị bảo em xếp đứng ở giữa mà tự nhiên lại vứt ra chỗ đấy là đi đường đi, đi kiểu gì. Đây các chị ơi, nhìn đồ em này,
Chắc là nếu chị nào mà mua cái bộ này là em là biết đúng không? Cho chị mấy cái điện thoại đi. Anh có in phiếu ở trong. Ok, in phiếu chị đầu tiên cho em nhé. Để in chị đầu tiên này. Rồi rồi. Đây, đưa chị đọc phiếu cho các chị đi. Phiếu như máy in đấy. Em in chị đầu tiên luôn cho em này. Đây, chị đầu tiên nhá. Nhanh tay cho em này. Chị đầu tiên là chị Ruby Dâu Tây. Chị đầu tiên là chị Ruby Dâu Tây. Có đuôi số điện thoại là 559. Chị Ruby Dâu Tây nhá. Đây, được mua một bộ với giá là 9.000. Bác Ruby Dâu Tây đây. Một bộ cho em với giá là 9.000 này. Một bộ 9.000 cho em nhá. Cái này có 5 bộ cơ. Bộ này có 5 bộ tặng cho 5 chị này. Em bỏ chị Ruby Dâu Tây vào 9.000 này. Mạng yếu thì bây giờ em cũng chịu thôi các chị ơi. Ừ, bán tặng các chị 9.000. Bây giờ mạng yếu là chịu thua thật sự luôn. Không biết làm gì hơn. Không biết làm gì hơn đâu các chị ạ. Tiếp tục cho em nhá. Tiếp tục in cho chị một phiếu nữa đi. Trời ơi, ai đi bom cái bộ này cho em. Không in cho chị một phiếu nữa. Thật sự luôn. Thật sự luôn ấy mọi người. Dã man, ai đi bom nhiều. Em chưa bao giờ, em gọi là em bây giờ em ớn. À, em ớn lắm luôn ấy các chị. Em thề là em sợ luôn ấy. Có mỗi lần chị ấy vào là em cảm giác như da em bắt đầu nổi da gà lên. Thật sự luôn. Chị tiếp theo là chị Nguyễn Minh Kiều Chi này. 0975006036. Nguyễn Minh Kiều Chi này. Bom của ai đơn bao nhiêu tiền các chị? Nguyễn Minh Kiều Chi này. 9.000 cho em nhá. Tiếp tục này. Em còn 3 bộ thôi nên là các chị nhanh tay. Nhanh tay lựa tay nhẹ lựa tay luôn cho em nhá mọi người. Cái này có ít thôi á. Cái này có ít cực kỳ luôn. Đây cái bộ này chị nào mua là mình biết mà. Đang bán 180 đấy. 179.000, đang bán 179.000 bán tặng các chị luôn. Nhớ là chị nào mà không chia sẻ livestream thì sẽ không được chốt đơn đâu các chị nhá. Lưu ý giúp em là như thế. Nếu mà mình không chia sẻ livestream là mình sẽ không được chốt đơn. Nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn. Chứ mình quà nhà em không gửi hàng đúng không nhỉ? Có mình quà là nhà em lại không có gửi hàng rồi đâu. Trời đất ơi. Nó đẹp như thế này các chị ơi. Eo ơi chất này, hàng của em nhá, chuẩn hàng xịn sò. Hàng đẹp mê tờ ly nha cho các chị luôn này. Trời ơi, móc áo chị đủ màu đi. Đây nhìn cái form cho em này. Cái quần này là quần lỡ cho em, nó không phải quần dài mà nó cũng không phải là quần ngố đâu. Nó là quần lỡ, quần 80 phân ấy mọi người. Cái này là quần 80 phân cho em, chất thì nói chung là không phải lăn tăn suy nghĩ về cái chất này rồi đúng không? Chị nào mà không phải lăn tăn suy nghĩ luôn. Riêng cái bộ này nhà em bán rất là nhiều. Bán cực kỳ là nhiều cái này luôn á, được chưa? Bộ này chất mát form đẹp bán thêm với chị bộ đi. Ok tí nữa em còn lẻn ra thì em bán cho chị nhá. Cái này xinh mà. Cái bộ này nếu mà chị nào mua là mình biết rồi này. Chất nó mát, em thấy cái chưa có cái bộ nào mà chất nó mát như cái bộ này, nó mềm. Nó mát cực kỳ, 40 cân đổ lên, 60 65 cân đổ về cho em vô tư. Ok, in cho chị một phiếu nữa đi em. Còn 3 bộ nữa nhá. Lưu ý em còn 3 bộ nữa thôi nên là các chị cố gắng là chốt nhanh. Em còn đúng 3 bộ nữa. Áo em mặc có bán đấy, áo em mặc tí nữa lên cho mọi người luôn. Đây chị tiếp theo cho em này. Chị tiếp theo là chị nào đây? Chị tiếp theo là chị Loan Trần. 0896350803 chị Loan Trần này. Chị Loan Trần một bộ luôn cho em nhá, 9.000. Nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhá mọi người, cố gắng lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhá. Đây 9.000 này. Tiếp tục em còn đúng 2 bộ nữa thôi nên là các chị cố gắng nhanh tay. Chị nào mà chậm tay là không có quà đâu. Thực sự hôm nay cái nào mà chị nào mà không nhanh tay là không có quà đâu nhá mọi người cho em nhá. Mềm. Mềm đẹp cực kỳ luôn cho em. Ok. Đây. Quá là rẻ luôn các chị ơi, nhớ lưu ý giúp em nhá. Đây bác tiếp theo này cho chị này. Bác tiếp theo là chị Hằng Đậu 0888500138 chị Hằng Đậu. Chị Hằng Đậu này. Lấy thêm một sản phẩm nữa để nhà em đi đơn nhá mọi người. Chị Hằng Đậu một cái đây. Máy tính bên em có in đấy mọi người. Đặt hàng em ơi, đặt hàng có tin nhắn. Được nhá chị ơi, đặt hàng có tin nhắn được. Em còn đúng một bộ nữa. Em còn đúng một bộ nữa thôi nhá. Chốt cho một chị nữa để qua mẫu này. Còn đúng một bộ nữa thôi. Đây là các bác cố gắng nhanh tay cho em nhá. Áo em đang mặc vào bán luôn. In cho chị một bộ nữa. Còn một đúng một chị nữa đừng nhận cái bộ này. Mềm đẹp cực kỳ luôn cho em nhá. Đây chị tiếp theo này. Chị tiếp theo là chị Bella Vũ Trang 0977361891 chị Bella Vũ Trang một bộ này 9.000 này. Chúc mừng bác nhé. Nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhé mọi người. Đây. Nhớ nhé mọi người nhá, lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhé. Nhớ là lấy đủ hai sản phẩm để nhà em đi đơn đấy. Đây còn một ít lông cơm này. Ôi. Lông cơm thiên hạ, lông cơm đầy đủ như thế này. Lông cơm này em bán tặng luôn cho các chị nhá. Cái này có một con áo, còn cái này có đúng một cái thôi.
Mã này các chị lên cho em, mã này là mã số cho em là áo Burberry là được nhá. Em còn đúng một cái này. Em bán tặng các chị luôn 69.000. Hàng 115 của em, à 125. Cái này mình lên luôn cho em là áo Burberry cho em nhá, 69.000 đồng, đẹp lắm. Mỗi mẫu nó chỉ có một cái thôi nên là các chị cố gắng nhanh tay nhá. Có một cái thôi. Đây với từng chỗ đây luôn cô mình bán tặng nữa các chị. Mã số cho em là bộ áo Burberry dùm em nhá, 69.000. Form này. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này các chị từ 40 cân đổ lên, các chị có dưới bao nhiêu cân? 55. 55 56 cân đổ về cho em vô tư nhá. Áo Burberry chị trang béo đi em. Chị trang béo đuôi 117 này. Chị trang béo 117. Bắc trang béo 117. Cái này có đúng một cái. Đây. Mã này mình lấy luôn cho em, mã là kiểu xanh cho em nhá. 39.000 mã kiểu xanh. 55 cân đổ về vô tư này. Đấy, chị nào lấy kiểu xanh thì mình chốt kiểu xanh cho em nhá. 39.000. Chân và em mặc có bán luôn. Kiểu xanh dùm em nhá, 39.000 đồng. Ai lấy kiểu xanh thì mình chốt cho em này. Các chị ơi, mềm chưa? Chất rất là mềm. Nếu mà chị nào mà lấy mua cái hàng này nhà em là biết đúng không? Mềm. Kiểu xanh nhá. Kiểu xanh 39. Kiểu xanh cho chị Phạm Thị Hà đi. Chị Phạm Thị Hà đuôi 439 này. Kiểu xanh Phạm Thị Hà đuôi 439. Bác Phạm Thị Hà đuôi 439. Ok. Con này em còn một cái. Mã này mình lên luôn cho mã là kiểu trắng cho em nhá. Kiểu trắng 40. Trắng 40 cho em, xuất sắc chưa? Mỗi màu em có một ít thôi. Kiểu trắng 40 nhá. Trắng 40. Ai lấy trắng thì mình chốt cho em mã này là kiểu trắng này. Kiểu trắng 40.000 cho em nhá. Đẹp cực kỳ. Chân váy em đang mặc có bán đấy. Kiểu xanh hết rồi, kiểu trắng cho em này. Kiểu trắng 40. À không nghe máy à, mai bên em gọi lại nhá chị Khánh Linh ơi. Kiểu trắng với chị Hương Hoàng ấy. Chị Hương Hoàng đuôi 376 này. Kiểu trắng với chị Hương Hoàng đuôi 376 này, chị Hương Hoàng. Đuôi 376. Đây cái này bộ tiểu thư. Bộ tiểu thư dùm em nhá. Bây giờ em lên mã nhiều cho các chị chốt không? Không lại không nhịn không được nhiều chị chốt. Rồi, bộ tiểu thư cho em các chị này. Bộ tiểu thư dùm em nhá. Bộ tiểu thư dùm em này. 40.000, mã số cho em là bộ tiểu thư. 40. Bộ tiểu thư cho em nhá. 40.000, 55-56 cân đổ về cho em vô tư. Bác nào lấy bộ tiểu thư thì mình chốt bộ tiểu thư cho em nhá. Bộ tiểu thư cho chị bộ tiểu thư cho chị nào đây? Anh tay giúp em cho chị nào. Trắng em hết rồi. Cái này lên cho là bộ tiểu thư cho chị lùn Junin. Lùn Zumi. Lùn Zumi. Lùn Zumi. Lùn Zumi. Lùn Zumi này. Thủy bỏ gọn cái bộ kia mà tí nữa mà vất mã em. Bỏ gọn vào cái chỗ rõng bên kia không được. Bộ bộ Mickey dùm em nhá. Bộ Mickey dùm em 49.000 thôi. À, tiểu thư 40. Bộ Mickey dùm em 49.000 này. Xuất sắc chưa? Đây, bác nào lấy bộ tiểu thư thì, à Mickey thì mình chốt bộ Mickey cho em nhá. Còn đúng một bộ. Bộ Mickey dùm em là có đơn. Ai lấy bộ Mickey thì mình chốt bộ Mickey cho em nhá. Xuất sắc. Đẹp cực kỳ, đẹp vô đối. Bộ Mickey dùm em là có đơn này. Mickey 49 nhá. Bộ Mickey 49 dùm em. À, bộ Mickey, bộ tiểu thư em hết rồi. Bộ Mickey cho chị Nguyễn Anh Thư đi. Chị Nguyễn Anh Thư. Thì ơi cho chị cái bộ thổ đi. Cái bộ thổ lúc nãy đây. Đó cái bộ thổ đấy. Đó đúng không? Đưa chị cái bộ thổ này đây. Bộ thổ này có. Ôi đẹp quá. Cái mã này có size L cho em này. Đây đây đây. Nhưng mà bộ này hơi đắt nhá. Đây 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 có size XL. Size XL dành cho chị nào mà dưới 60. 60 cân đổ về cho em nhá. K1 này. Eo bộ này nhập đắt rồi các chị ơi. Mã số cho em là K1 giúp em là có đơn. Bộ này em bán tặng này 169.000 thôi. Nói chung bộ hàng đắt hôm nay em bán tặng hết các chị. 169.000 mã K1 cho em cái bộ lúc nãy đấy. Cái bộ lúc nãy mà bị bom đấy. Size XL cho em nhá. Size XL. Size này là size XL cho em. 65 cân đổ về cho em mặc vừa. Mã số cho em là K1. Em nói thật, mặc lên sướng cực kỳ. Cái bộ này là hàng cao cấp các chị mua là mình biết rồi đúng không? Mặc cực kỳ là thích luôn cho em với giá là 169.000 một bộ. Bác nào lấy K1 thì mình chốt. Em có 3 bộ thôi. Chị nào lấy nhanh thì được nhá. Cái này là bộ thổ. Hay các chị còn gọi là cái này là form dễ mặc cực kỳ cho em này. Chuẩn hàng Quảng Châu. Size hoàn tiền nhá. Chị nào lấy K1 thì cứ lên đúng mã cho là K1 cho em là có đơn. Ờ em ơi, em lọc cái mã K1 chưa? Lọc cái mã K1 chưa? Ý là in nó lệnh K1 chưa ấy? Sao nó không in nhỉ? K1 cho chị Hiền Nguyễn, ok. Ok, chị nào lấy K1, em ơi đưa áo chị mặc luôn đi. K1 này. Ô K1 em có nhiều. Chết rồi, K1 có nhiều, có cả size M đấy.
size M, có cả size M và size XL. M thì các chị có dưới 6, M thì dưới 55. XL là dưới 60 cân cho em nhá, mã cam màu xinh. Bộ này em nói thật với các chị mặc lên sướng luôn. Bộ này chất đẹp cực kỳ. 169.000 cho em bộ này. Em nói thật, nhận hàng không sướng trả lại cho em. Được kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn nhá. Nhìn này. Em ơi dã man chưa các chị? Đây, K1 cho em 169.000 mã K1. Chị nào lấy K1 thì mình chốt cho em nhá. Tí nữa em cho lên các chị một cái mã siêu phẩm. Đúng rồi, sẽ có size XL và size M. Chị nào lấy size nào mình chốt size đấy giùm em nhá. Bộ thổ cẩm size M và size XL cho em bộ này cũng hết hàng này. 169.000 là hôm nay em bán tặng đấy. Lên áo của em mặc luôn nhá. Áo của em mặc là xinh xuất sắc. Áo em mặc tận 55 cân các chị vẫn mặc vừa xinh nhỉ. Áo em mặc có màu trắng này, màu kem. Áo em mặc có màu trắng, màu kem, màu đen. Áo em mặc các chị lên cho em là K2 nhá. K2 và kèm số điện thoại dùm em. Hôm nay em bán tặng các chị áo này luôn, 95.000 mã K2 nhanh tay giúp em nhá. K2 và kèm số điện thoại dùm em, 95.000 này. K2 màu vàng, K2 màu trắng, K2 màu kem, K2 màu đen, form dưới 55 cân đổ về vô tư. Xinh cực kỳ các chị nhìn thấy đằng sau không? 55 cân đổ về cho em nhá, mã K2. Chị nào lấy K2 thì mình chốt K2 cho em, có em có lên quần bò đấy. 95.000 mã K2 hôm nay giảm giá cho mọi người, hôm nay chủ nhật mà. Chủ nhật thì tất cả các mặt hàng đều được giảm giá, nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt cho em nhá. K2 và kèm số điện thoại cho em sẽ có màu vàng này, màu trắng này, màu kem, màu đen với giá là 95.000 các chị ơi, nhìn cái viền nhũ cho em này. Rất là xinh như này nhá, 95.000 một áo mã K2. Chị nào lấy K2 thì cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá các chị ơi. Xinh cực kỳ luôn, có 95.000 thôi. Đấy, chị nào lấy K2 thì mình chốt cho em nhá. Dáng mặc lên cực kỳ là đẹp các chị này. Trời ơi, em có lên áo đầm nhá, nhìn giúp em cái viền. Đôi lúc trưa nhà em chưa gọi thì sáng mai bên em gọi nhá, có lên váy. Chị nào lấy K2 màu nào mình chốt hộ em nhá, 95.000. Có đen này, có kem này, có trắng này, có vàng này. Bác nào thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy, 95.000 một áo. Xinh cực kỳ là xinh luôn, được chưa các chị ơi? Ôi ôi, cái mã này nó đang mới ra đấy, cái cổ nó vừa phải cho em này. Đấy, chị nào lấy K2 thì mình chốt hộ em nhá. Có đen này, có trắng này, đây, có màu kem, màu nào rất là xinh mà chỉ có 95.000. Nó là vải đũi cho em nhá, chất rất là mềm, mềm và mát vô cùng. Bác nào lấy K2 thì mình chốt dùm em là có đơn, với giá là 95.000. Xinh cực kỳ là xinh luôn các chị ơi. Trời ơi, quá là đẹp luôn, mã K2 dùm em nhá. Từ 40 cân đổ lên các chị có dưới 55 cân đổ về cho em vô tư này. Có đen này, có trắng này, có kem này. Chị nào lấy K2 thì mình chốt hộ em nhá, 95.000 một áo. Tên em không có nhiều, em chỉ có mỗi màu 20 cái thôi, nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt. Chân và em có lên luôn. Bác nào lấy K2 thì mình chốt K2 dùm em nhá. K2 màu đen, K2 màu trắng, K2 màu kem và K2 màu vàng. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy, cái dáng này nó dễ mặc. Ví dụ như là các chị có thể sơ vin cho em cũng được. Đây, sơ vin vào rất là xinh. Đấy đúng không các chị? Sơ vin vào cực kỳ là xinh luôn cho em nhá. Mà chỉ có 95.000 mã này. Em vừa bán vừa tri ân các chị mã này đấy, 95.000 nhá. Mã số trên là K2, chị nào lấy K2 thì mình chốt này. Sơ vin cũng đẹp. Đây các chị không? Sơ vin cũng đẹp, thả muông cũng đẹp luôn. Em lược bớt đi. Cắt bớt dây đi, chị bảo bao lần rồi. Cắt bớt dây đi nhìn cho nó gọn. Bác nào lấy K2 thì mình chốt K2 dùm em là có đơn nhá. Với giá là 95.000 một áo. Màu vàng này, màu kem này, màu kem, màu đen và màu trắng. Chị nào lấy K2 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Cái mã này em cũng hết hàng rồi, nên là các chị cố gắng là chốt luôn cho em nhá. Đây, K2 giúp em màu đen này, K2 màu trắng này, K2 màu kem và K2 màu vàng. Được chưa? Chị nào lấy K2 màu nào mình chốt hộ em nhá. Còn lên chân váy em mặc là K3. Giá vẫn không thay đổi, 99.000 một chân váy. Sẽ có size S, size M và size L, hàng 3 tầng cho em nhá. Có lót trong đầy đủ, lót trong là một cái chất vải này, y xì, được chưa? Chị nào lấy chân váy em mặc bình luận là K3 cho em. K3 của em là chân váy em đang mặc nhá, với giá là 99.000. Size S dưới 50, M dưới 51, 52 và L dưới 55. K3 giúp em là chân váy em đang mặc, 99.000, giá không thay đổi. Từ năm trước đến năm nay giá vẫn như thế. Năm trước đến năm nay thì vẫn như thế cho em nhá, 99.000 này. 2-3 lớp cho em nè. Cái này là 2 lớp luôn á, 2-3 lớp luôn nhá, tổng. Ở chưa, không phải bên trong là cái lót vải đâu, bên trong luôn là cái chất vải luôn cho em. Có S, có M và có L. Áo là 95.000 mã K2. Còn chân váy là K3 cho em. Chân váy là 99.000 nhá. Hàng này ở ngoài shop đang bán 180. Các chị ra shop mua xem có đúng là 180.000 không. Lên luôn cho em mã này là K3 giúp em nhá. Áo là K2, chân váy là K3. Áo là có màu đen này. Khóa đằng sau chị, tất nhiên là phải có kéo khóa rồi. Kéo khóa đằng sau cho em nhá. Cái này là kéo khóa đằng sau này. Xinh cực kỳ luôn. K2 màu đen này, K2 màu trắng này,
K2 màu kem cho em nhá, là áo em đang mặc. Chị nào lấy K2 thì mình chốt K2 cho em là áo em đang mặc nhá. Em ơi. Còn chân váy là K3. Chị nào lấy K3 thì mình chốt K3 luôn cho em. Mấy cái này còn lẻ lẻ này, em lên tặng nốt cho các chị luôn. Đúng rồi, K3 là chân váy em mặc, cứ lên đúng mã cho là có đơn. Ôi con áo này xinh quá. Áo này các chị lên cho em hay là kiểu xanh nhá. Em còn đúng một cái này, em tặng nốt các chị 50.000. Kiểu xanh 50 xinh cực kỳ. Kiểu xanh và kèm số điện thoại giùm em nhá. Áo em mặc thì tầm 55 cân đổ với cho em. Áo em mặc có đen, có trắng và có kem. Mã này các chị lên cho em là kiểu xanh cho em nhá. 50.000, xinh lắm. Ôi xinh dã man. Xinh dã man, xinh cực kỳ. Mã số cho em là kiểu xanh giùm em. Kiểu xanh 50 nhá. Chị nào lấy kiểu xanh thì mình chốt hộ em có đúng một cái thôi. Em ghi kiểu xanh cho chị Nguyễn Thúy Hằng đi. Kiểu xanh Nguyễn Thúy Hằng này. Chị Nguyễn Thúy Hằng đuôi không cần, chứ cứ ghi là chị Nguyễn Thúy Hằng là được. 50.000. Kiểu xanh 50 nha em. Cái này còn một cái á. Các chị lên cho em mãi là Tri Ân nhá. Tri Ân dùm em này. 59.000 mã Tri Ân. Bác nào lấy Tri Ân thì mình chốt Tri Ân cho em nhá. Xinh cực. Nếu mà chị nào mua áo này nhé em là biết. Tri Ân dùm em, cái vải này nó rất là đắt đấy. Tri Ân dùm em nhá. 59.000, 54 cân đổ về. Chị nào lấy Tri Ân thì mình chốt Tri Ân dùm em nhá. 59.000. Em lấy cái hộp em bỏ vào. Tri Ân dùm em nhá. 59.000 này. Tri Ân, Tri Ân. Tri Ân cho chị Phạm Thị Hà đi. Tri Ân cho bác Phạm Thị Hà đuôi 439 này. Phạm Thị Hà đuôi 439. À Phạm Thị Hà được rồi đúng không? Thế thì em bỏ qua nhá. Cho chị khác. Cho chị gì đây? Không có số em không cho đơn chị Hà Nhi đi. Chị Hà Nhi đuôi 021. Chị Hà Nhi đuôi 021 này. Hà Nhi đuôi 021. Tặng luôn các chị 69.000. Em còn con này size S này. Mã này mình lên luôn cho em, mã là kiểu hồng cho em nhá, xinh cho. 39.000 mã kiểu hồng. Chị nào lấy kiểu hồng thì mình chốt kiểu hồng cho em nhá. 39.000 thôi này. Có cái tab nơ, có cái nơ xinh xinh ở đây này. Đấy. Kiểu hồng cho em nhá, kiểu hồng. Bác nào lấy kiểu hồng thì mình chốt kiểu hồng cho em, xuất sắc chưa? Có cái nơ to bản cực như này luôn cho em nhá. Bạn ơi các chị 39.000, chất mềm. Chất này nó rất là mềm đấy các chị, mềm và có cái nơ bản to to ở đây. Đấy, chị nào lấy kiểu hồng thì mình chốt kiểu hồng cho em nhá luôn nhá mọi người. Đây. Kiểu hồng và kèm số này, kiểu hồng cho chị Nguyễn Hương đi em. Chị Nguyễn Hương kiểu hồng này, 39.000 này. Chị Nguyễn Hương. Nguyễn Hương 39k. Đây, kiểu đỏ cũng còn một cái nhá. Em tặng nốt cho chị luôn này. Kiểu đỏ dùm em là có đơn, vẫn tặng cho chị luôn 39.000 có chili sườn. Cái này là có chili sườn cho em đấy, 39.000. Mã số cho em là kiểu đỏ này. Chị nào lấy kiểu đỏ thì mình chốt kiểu đỏ cho em nhá, 39.000 đồng. Kiểu đỏ dùm em xinh lắm, size S tầm 50 cân này. Mặc với chân váy cũng đẹp, mặc với cái gì cũng rất là xinh luôn. Chân váy em mặc là K3 nhá. Và áo em mặc là K2. Áo là 99, à áo là 95.000. Chân váy là 99.000. Kiểu đỏ dùm em nhá. Kiểu đỏ là chị Châu Ngọc đi em. Chị Châu Ngọc đuôi 142 kiểu đỏ này. Kiểu đỏ cho bác Châu Ngọc này. Ok chưa? Váy này em có ít này. Có size F và size M đấy. Váy này các chị lên cho em là K4 nhá. Có ít thôi, cái váy này em có ít thôi. Hôm nay bán tặng luôn cái váy công chúa này. Ui, xinh chưa? Xinh dã man luôn các chị ơi, bán tặng các chị nốt đi. 69.000. 69.000 mã K4 đi. Trời ơi này, như một nàng thơ luôn. Có 69.000 một váy, vải con ga cho em nhá. Mã số trên là K4. Ui, K4 này. K4 nhá. Ôi, K4 có một cái rồi. K4 em có một cái rồi á. Hết hàng luôn này. Ơ đúng một cái thôi. Nó bị lộn nhá, cái này nó bị lộn. Rồi sang cho em này. K5 nhá là váy này, 69.000 luôn mã K5. K5 dùm em với chị ơi. K5 69.000 luôn mã K5. Chị nào lấy K5 thì mình chốt K5 hộ em nhá. 69.000 K4 em hết hàng, sorry mọi người. Tự nhiên đụng vào nó có đúng một cái thôi à. K5 này. Size S là size M dùm em nhá. 69.000 nốt đi. Chị nào lấy K5 thì mình chốt K5 dùm em nhá. 69.000, áo em mặc 95.000 mã K2. Chị nào là áo em mặc bình luận là K2 là được. K5 này. Có 69.000 mã K5 xinh lắm. Cái áo này rất là xinh. Xinh ơi là xinh. Thì ơi lấy cho chị cái áo kia đủ màu đi. Áo gió nhà mình mới về đủ màu đi. Đây. Lên cái áo này cho mọi người nhá. Lên áo này đi. Áo hot hit. Đây. Áo này bên em về cũng rất là nhiều các chị ơi, hàng này. Hãng của nó là KMI nhá, hôm nay tổng kết nó nốt đi. Trời ơi. Bóc giấy này, chuẩn hàng bolo luôn.
Trời ơi các chị ơi, K6 hộ em. Có đen và có trắng. Em nói thật, mặc cái này mặc ở bên trong rồi mình mặc áo khoác bên ngoài cho em cũng đẹp. Các chị ơi nhìn cái con áo này, 38.000 mã K6 cho em hôm nay xin. Cái áo này đúng thật là em xin các chị, đúng đúng là em lỗ thần luôn ấy. Cái áo này là em lỗ thực sự luôn. Em không nói điêu, em nhập vào 45.000. Em nhập vào 45.000, bây giờ em bán tặng các chị luôn 38.000 mã K6 đi. K6 nha các chị, mã này mình lên luôn cho em là K6. Sẽ có màu đen và màu trắng, mã K6 cho em có 38.000 một áo. K6 nha mọi người, nhìn cho em hãng này. Phê chưa các chị? Hàng đẹp cực kỳ, size nửa L em cho các chị để lại tiền luôn. 38.000 một áo là em đã thanh lý lỗ cho mọi người. Nhìn cho em túi giấy này, K6 màu đen và K6 màu trắng. Ui rồi các chị ơi, hai màu đẹp nhất bị Bắc Bộ luôn cho em. Đây các chị, 38.000 một áo, mã K6 cho em. Và cái này là hàng Quảng Châu nhưng mọi người, không phải hàng may. Xin thưa với các bác là hàng Quảng Châu đẹp luôn. Sẽ có màu đen và màu trắng các chị ơi, cố gắng lấy hai cái giúp em. Mọi người ơi, cố gắng lấy hai cái giúp em để nhé, em đi đơn nhé mọi người. Có màu đen và màu trắng cho em, mã K6 có 38.000. Đi chơi cũng được, đi tập cũng được. Thay vì chỗ khác mình mua 90.000, 80.000 mua thì em có 38.000. Chỗ đấy là mình đã gọi là mình đã lợi nhuận được một nửa đúng không? Là mình đã bỏ tiền tiết kiệm các thứ ra được rồi. K6 giúp em là có đơn nhá. Chị nào lấy K6 thì mình chốt hộ em, có 38.000, có đen và có trắng. 40 cân đổ lên, 62 cân đổ cho em vô tư. Mặc mùa nào cũng được, hàng giúp em này. Có ai cái hàng như thế này mà bán 38.000 không các chị? Không có luôn nhá mọi người, nhìn giúp em này. Tang mác mã vạch đằng sau cho em như thế này. Đây các chị thấy không? Bác nào lấy K6 thì lên đúng mã cho em là có đơn, 38.000 đồng một áo. Các em có số lượng rất là nhiều. Không có đem hết cái áo này ra đi. K8 cho em nhá. Có 3 à quên K6 á, 38.000 các chị nhìn hộ em cái hàng này. Em nói thật sự là nó quá là đẹp. Em nói thật với các bác là như thế. Thật sự luôn ấy, thật sự từ đáy lòng, thật sự từ đáy lòng con tim. Không ai bán cái áo này mà có 38.000 đồng đó chị. Đây. Đây nhìn hộ em hàng này. Trời ơi, nhìn hộ em cái con hàng mà nó đẹp như thế này mà có 38.000 đồng dã man. Cho chị một con màu trắng trong túi đi. Nhìn hộ em nhá. Đen và trắng hai màu, hàng hãng ấy. Nó chỉ làm có hai màu thôi, đen hoặc trắng. Hầu như nó chỉ làm hai cái màu mà nó đắt hàng nhất. Cái này em là bán tặng các chị 38.000 là em lỗ rồi. Đúng, em nhập vào 45.000, em không nói điêu, em bán lỗ cho các chị mã này luôn đấy. Có bao nhiêu K8 giúp em nhé, có 38.000 một K đúng không? K6, 38.000 mã K6, cứ lộn. K6 chung em là có đơn, có đen và có trắng. Em mới thật các chị nên lấy hai cái. Hai cái để nhà em đi đơn cho nó dễ, tại vì nhà em chốt đơn từ hai cái mà. Một cái thì nhà em không chốt đơn được, một cái thì sẽ không lên đơn được. Nên là các chị cố gắng là chốt đơn từ hai cái giúp em nhé, có 38.000 kéo này. Em nói thật mua lợi nhuận quá là rẻ. Thay vì chỗ khác mình mua giá rất là cao thì mua nhà em có 38.000 một cái hàng hãng, hàng chuẩn, hàng Quảng Châu cho em nhé. Mặc sướng, ngấm hút mồ hôi. Và cái này là dòng cao su non cho em. Nam thì các bé mang thì phải tầm độ ít cân lắm. Cái này mang thì nó nhìn hơi, nó hơi nữ tính. Đây là nam thì cái mã này may mang hơi khó cho em. Đây, nhìn con K6 này nhà em phê chưa, có 38.000 một áo. Cứ mua đi, về cảm nhận cho em, cho em xin một lời phản hồi nhé mọi người. Các chị cứ mua cái áo này rồi cho bên em xin một lời phản hồi với nhá. Các bác nhá, mua áo này rồi cho bên em xin một lời phản hồi nhé mọi người, đúng không? Form dáng rất là đẹp, trời ơi. Hôm trước đang bán hàng 69 của em đây mà bây giờ em bán tặng các chị có 38.000. Mã K6 giùm em nhá, có đen và có trắng. Tội gì mình không lấy hai cái các chị đúng không? 38.000, mã K6. Nhớ lên đúng mã là K6 nhá. Chị nào không chốt đúng mã không có đơn đâu. Đấy, lúc đấy không có đơn này bảo em nhá. Áo khoác này. Em thấy kiểu trời se se lạnh, bây giờ lên áo khoác cho mọi người là rất là hợp lý. Áo khoác nhá, có chị nào mà nhận được áo khoác nhà em chưa? Có bác nào mà nhận được áo khoác nhà em chưa mọi người ơi? Đây, áo khoác siêu thần thánh. Áo khoác siêu thần thánh bên em. Ôi giời ơi. Áo khoác hai lớp. Trời ơi, mã số cho em là K7 K7 đó chị ơi, áo khoác siêu thần thánh. Trời đất ơi, K7 cho em là cái màu xám này nhá. Ôi ở đây đấy, kiểu may, kiểu khóa, kiểu rất là lạ. Áo em mặc 95.000 mã K7 cho em này. 109, à, trời ơi. Áo khoác vải đẹp lắm nha chị. Em cảm ơn chị Nina. Rồi K7 cho em nhá, giá không đổi, 109. Ôi, chất đẹp. Chất không đẹp thì cho trả lại luôn. À, đây kiểu nó kéo nó hơi bị lệch tay. K7 cho em là có đơn, 62 cân đổi cho em vô tư nhá, 109.000 hàng hai lớp đằng sau này. Đằng sau có chữ như thế này cho em nhá. Chị nào lấy K7 thì mình chốt hộ em. Cái màu này là màu xám cho em nhá, màu xám khói này.
Cái màu nó rất là lạ luôn, màu tây, cái kiểu là màu ghi đấy. Bác nào lấy K7 thì mình chốt K7 dùm em nhá. 109.000, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy K7 thì mình chốt K7 hộ em nhá. 109.000 mã K7. Em không có nhiều đâu. Này chị nào lấy mã này thì mình chốt luôn cho em nhá. K7 luôn giúp em là có đơn. K6 nhà em thì tầm 60 cân đổ về. Cái đấy bỏ tay. Bác nào lấy K7 thì mình chốt K7 dùm em nhá. 109.000. Kiểu xe xe lạnh như thế này đấy. Các chị mặc cái con này thì phê luôn. Cái này em bán cho từng màu, tại vì nó không còn đủ hàng ấy, nên là em sẽ bán cho từng màu cho mọi người nhá. Cái này em bán cho từng màu. Chị nào lấy K7 thì mình chốt K7 luôn giúp em. Với giá là 109.000, chất rất là mềm, mềm mịn và mát vô cùng nhá. Cho chị cái áo này đi, áo mới về này. Bác nào lấy K7 thì mình chốt cho em nhá. Cái màu này các chị không thích mặc à? Cái màu này em thấy rất là lạ. Cái màu này em thấy rất là lạ mà, cực kỳ là lạ luôn đấy. Chị nào lấy K7 áo này thì mình chốt cho em nhá. 109.000. Em thấy màu này thì cả nam và cả nữ đều mặc được. Các chị mua về rồi à? Đóng cái kia chị ơi. Các chị mua về thì mình nam mình cũng mặc được, nữ mình cũng mặc được. Mình mua về tặng cho người nhà, người thân các thứ cũng rất là ok luôn. K7 cho em nhá, 109. Chị nào thích K7 thì mình chốt K7 cho em 109.000. Đây. Áo gió. Áo gió hàng Canifa. Áo gió các chị ơi. Mới về. Gió hàng Canifa nè. Size S một hả? Ôi cái này vừa chốt một size rồi các chị, Canifa luôn nhá, hàng xuất dư. Ôi sao mà rộng thế? Size L. MLXL à? Thế chị chỉ mặc size M thôi, cho chị cái này size M. Đây nhưng mà cái này là không, cái này là màu xám à? Ôi cái này form rộng ghê. Cái này lên cho em mã này là K8 nhá. Ôi rộng lắm. Kéo này mua về cho các ông chồng mình mặc được các chị nè. Ôi cái size L ấy phải tầm bao nhiêu cân nhỉ? 65 cân cho em vẫn mặc vừa ấy. Đây, cái này em sẽ có size M và size L đi. M và L cho em nhá. Đây. Cái này thì nam và nữ đều mặc được mà. Em sẽ mặc cho các chị màu đen đi. Đây nhiều màu lắm. Đấy không? Đây cái màu này có rồi. Hàng của nó là hàng Canifa nhá, áo nắng cuộn. Kéo này áo gió đấy. Áo gió cuộn cho em nhá. Mã này các chị cứ lên cho em, mã này là K8, form rộng ấy. Trời ơi, form rộng dã man. Đây em xem cái size M là bao nhiêu cân. Ôi cái áo gió này thì mặc ấm cực kỳ các chị. Hàng Canifa size này. Size M, size L và size XL nhá. Size to nhất các chị ở dưới là 75 cân vẫn mặc vừa đấy, con trai mặc được luôn. Mã K8 cho em. Hàng này thì em không biết các chị mua ở ngoài bao nhiêu. Em bán tặng các chị 95.000. Mã K8, 95.000 một cái áo gió này. K8 giúp em nhé mọi người. 75 cân cho em vẫn có sao. Ui, size M này, size M mà 60 cân. Size L 65 cân. 65, 68 cân. Và size L là 70, 75 cân cho em. Mã K8 cho em các chị ơi. 95.000 một cái. Sẽ có cho em này. Đưa cho chị cái màu xám nhạt đây. Sẽ có màu đen nhá. Màu than. Màu này là màu xanh. Màu này là màu xám đậm. Màu này là màu xám nhạt cho em, hàng của Canifa. 95.000 một kéo gió này. Trời đất ơi, nó rộng rãi thoải mái luôn cho em ạ. K8 nhá. K8 cho em 95.000. Hàng chuẩn hàng 2 lớp luôn cho em nhá. Chị nào lấy K8 thì mình cho K8 hộ em này. 95.000 đồng. 40 cân đổ lên, các chị cứ dưới 75 cân đổ cho em vô tư mã K8 nhá. 95.000 màu đen cho em này. Màu xanh này. Màu xám nhạt này. Màu xám đậm này và màu tím than. Đấy, chị nào lấy K8 nam và nữ được mặc đồ cho em. Có size M, size L. ML à? Trên đấy có size gì? ML. Thôi cứ tầm MLXL cho em nhé. M là dưới 60 cân. L là các chị cứ dưới là 65-68 cân. Và L là dưới 75 cân cho em vẫn ok đấy. Con trai mặc được các chị ơi. Cái này mũ có thể tháo rời nhá. Nam và nữ được mặc được. 95.000 một cái mạng K8. Chị nào lấy K8 thì mình chốt K8 cho em nhé. Màu đen này, màu tím than này, màu xanh này, màu xám nhạt, màu xám đậm. Đấy, chị nào lấy K8 thì mình chốt K8 hộ em nhé. Bán tặng các chị luôn với giá là 95.000. Trời ơi, form dáng em nói thật, cái này bên em về số lượng rất là nhiều thì các chị mới mua được dáng này. Có 95.000 một cái áo nắng như thế này thôi, đủ màu. À quên, áo gió chứ, full màu cho em nhé. Mã số trên là K8 này. Chị nào lấy K8 size nào mình chốt hộ em nhé. Có 95.000 thôi, rẻ nhờ. Eo ơi, cái áo gió gì mà có 95.000 đó chị. Trời đất ơi. Em mới thấy nó ấm.
Ôi đẹp chưa? Em phải để lại một cái em mặc. Em bỏ vào túi bóng đen nữa. Đủ đầy đủ size cho em nhóc. Ui em có thật canifa các chị ơi. Này em ơi, dã man kéo này ra, ra ngoài đấy mua nhá. Em thật là chị trên 200.000 một cái. Em bán tặng các chị 95.000 một cái, mã K8 cho em. Ôi màu đen này, K8 màu màu xám này, màu xám đậm, màu xám nhạt. Nam mặc vừa chị ơi, màu tím than và màu xanh nha em nhá, màu xanh nhạt. Chị nào lấy K8 thì mình chốt K8 80 cân mặc size L cho em. 95.000 một cái áo này. Trời đất ơi, không ai tin đúng không? Không ai tin là mua kéo này 95.000 cho em, mũ có thể tháo rồi. Em ơi, về để lại cái này em mặc, mặc đôi được, mặc team được, mặc nhóm được cho em, vẫn mặc ok cái mặt này. 75 cân mặc size L cho em chị. Ôi, em đang mặc size M mà nó rất là rộng. Size M thì các chị phải 60 cân ấy. Size M 60 cân. Size L thì độ tầm 68 cân và size L thì các chị cứ dưới là 75 cân cho em bao vừa. Cứ lên cho em là K8, ngày mai mình lấy màu gì thì mình chốt màu đấy sau cho em. Ê ơi, nó hai lớp các chị, không phải một lớp đâu. Nó những hai lớp. Hàng áo nắng như này, à quên đấy là cứ quên. Áo gió nhá. Áo gió hãng luôn này, size này. Mê chưa các chị? Mê chưa? Đã mê chưa? Có 95.000 một cái các chị đã mê chưa? Em mở màu cho mọi người xem này. Trời ơi, trời ơi. Em ơi, cái này không cần bỏ nhiều đâu, cứ mở ra. Bỏ một cái thôi, còn mấy cái mẫu này bỏ bằng cái túi bóng đen ấy, lần sau đỡ phải mất công tháo mẫu nó ra. Ôi giời ơi. Các chị ơi, các chị ơi. Đây, bảo sao em tưởng nó bị lỗi. Đây, có cả chỗ này thông hơi này. Hai cái bên sườn đây là thông hơi cho em, áo này có xỉ luôn. Bảo sao tưởng nó bị lỗi. Nhưng mà cái này có thông hơi ở hai bên sườn cho em này. Hóa ra nó làm thiết kế này để thông hơi. Đây, K8 cho em các chị ơi, tội gì không mua, 95.000 một kéo gió thôi. Ôi, dã man màu xanh cho em này. Màu xanh các chị ơi, K8 cho em là có đơn nhá, 95.000. Ôi, áo gió này mình mặc mùa nào cũng được các chị. Mình mặc mùa nào cho em cũng được luôn các chị này. Ôi, cái màu xanh này, cái màu xanh nó đẹp nhỉ. 95.000 một cái, mua cho chồng một cái các chị, tội gì không mua. Màu, đấy là màu xám đậm, đây là màu xanh. Cứ lên đúng mã cho em là K8, ngày mai mình thích màu gì mình báo với các bạn nha em. Trời ơi, giặt cho em được này. Ê ơi, 95.000 một cái áo cơ mà bán tặng các chị như thế này là lỗ banh tờ nóc rồi. Em đang mặc size M. Size M mà nó còn rộng như thế này. K8 đây, màu than này. Chị nào lấy K8 thì mình cho K8 cho em nhé. 95.000. 95.000 mã K8. À không, cho bình nước vào đây. Đây, ui dồi ôi. Đi mưa được này, chống nắng này, rồi mặc đôi, mặc team, mặc nhóm, đi chơi, đi phượt, tất tật 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 tật. Mặc cho em ok con này luôn cho em. Vừa đấy. 54 cân cao 1m73, nặng 54 cân. Ok cho em nhé, chị cứ lên cho em là K8. Đây, em mở bên trong cho các chị xem. Em chưa thấy kết con này, ghê luôn á. Đây, em phải để lại một cái em mặc. Không biết sao nhưng cứ phải để lại một cái em mặc đã nhìn này. Hàng ở bên trong có một trần, một lớp bông nhẹ nhàng. Hàng Canifa, size số đây cho các chị ơi. Hàng xuất dư của mình nhá, Made in Việt Nam, hàng xuất dư cho em. Nhìn cho em này, không một tí chỉ thừa nào luôn các chị đâu. Túi này, bên ngoài có thông hơi. Đấy, có thông hơi hai bên các chị thấy không? Nhìn cho em nhá, có thông hơi như thế này. 95.000 một cái áo gió. Hàng hai lớp, được chưa ạ? 75 cân đến. Cái size to nhất là các chị dưới 75 cân cho em, nam và nữ đều mặc được. Mã số trên là K8 nhá, 95.000. Ôi cho em phải để lại cái con áo này em mặc mất thôi. Kết nó rồi, nhờ. Mặc nó nhẹ mà nó ấm, chống mưa được. Ví dụ mưa vào thì các chị yên tâm, không bao giờ nó ngấm ở vào bên trong. Không có size S chị ạ. Cái này bắt đầu từ size M, M, L và X. À M, E cái gì nhỉ? M và L, XL à? M, L, XL. Size to nhất là 78. Nói chung là 80 cân vẫn mặc được các chị đâu. Em có 52 cân mà em đâu còn chắc người giữa em chui vào, một người em chui vào đây được á. Thật luôn cái K8 này. K8 màu đen này. K8 màu tím than này. Màu tím than cho em này. K8 màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc này. Trời ơi, nó mềm, màu xanh ngọc. K8 màu xám đậm. Đây là màu xám đậm cho em này nha. Mũ có thể tháo rồi. Màu xám đậm cho em này, màu xám đậm này. Và màu xám nhẹ, màu xám nhạt hơn. Em sẽ mặc đủ màu cho mọi người. Ôi cái con K8 này. Đây. Mấy cái đấy thôi, em cho chị mấy cái nguyên. Đây đó chị này. Hàng thì em bao giờ cũng là hàng như thế này nhá, nằm trong túi bóng như thế này. Khi các chị nhận được hàng, hàng nó sẽ như thế này. 70 cân bằng được cho em nhá. Đây, có size ở bên ngoài cho em. Chuẩn hàng Canifa em bán tặng các chị 95.000. Cứ lên đúng mã cho em là K8. Cứ lên cho em là K8, ngày mai mình lấy size gì, màu gì mình báo với các bạn nhà em là được. Được chưa?
Rồi ok các chị nhá, được, ok chị luôn. K80 em miễn đơn của các chị chưa đi hàng thì bên đổi trả cho mọi người thoải mái này. Ok chưa các chị? Hàng bao giờ giống như là áo nắng thông hơi ấy. Nhưng mà cái này là áo gió cho em nhá, mã K8 cho em là có đơn. Hàng bao giờ nó nằm trong cái túi bóng, như khi các chị nhận được hàng ấy, hàng nằm trong cái túi bóng như thế này mới là của nhà em nhá, mã K8. 95.000 một cái, em nói thật, nam nữ đều mặc được. Bác nào lấy K8 thì mình chốt K8 giùm em này. Sang xịn mịn và đẹp, mã K8 có 95.000 một cái áo thôi. Bác nào nhanh tay thì mình chốt hàng này. Em dự báo là cái áo này sẽ là hot, hot hòn hò cho các chị luôn. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhé. Mã K8, size M, size L nhá. Đây em sẽ mặc qua màu này, màu đen này, đây là màu xanh. Ui cái này thực sự là một cái mã đỉnh đám ấy chị ơi. Đi mưa cái áo này thì thôi rồi, em nói thật, đảm bảo là các chị không bao giờ mưa nó vào bên trong được. Cái áo này nó nói chung là nó giặt cũng nhanh. Khi các chị giặt đồ, ui này, cái màu xanh này kinh khủng khiếp. Đây cái màu xanh đấy chị ơi. Này nhìn cái màu xanh cho em này. Em ô đẹp thế. Hàng công ty thì yên tâm cho em nhá. Nam nữ được mặc được chị. Cái này nam và nữ được mặc được cho em. Ôi cái màu xanh. L60 cân mặc được nhé bác Lệ ơi. Mở mặc được chết. Đây. Có rút dây cho em này. Ôi cái này đi mưa tược luôn. Đây ui. Em bị kết con này rồi. Các chị ơi. Chắc là để lại mỗi màu một cái để em mặc rồi này. 95.000. Dã man. Mã K8 cho em nhé mọi người, 95.000 đồng thôi. Bác nào lấy K8 thì đứng chốt hộ em này. Xuất sắc chưa? Hàng này. Ê ôi, nhìn cái tag mát cho em. Cho chị ít óc kiểu vậy. Mã số trên là K8 cho là có đơn nhá. Hàng công ty, được chưa các chị? Đây các chị ơi, nhìn giúp em này. Đây, chị nào lấy K8 thì mình chốt K8 cho em là có đơn nhá. Miễn đơn của các chị chưa đi thì bên em đổi trả cho mọi người. Màu xanh cho em này. K8 màu đen này. K8 màu tím than này. Màu tím than cho em nhé, có size M, L, XL. Màu tím than này, màu xám này, màu xám nhạt. Màu xám nhạt cho em nhé, cái này là màu xám nhạt cho em này. Màu này là màu xám nhạt, chân mà em mặc là K3. Và này là màu này là màu xám đậm. Màu này là màu xám đậm cho em là có đơn nhé. 95.000 một cái, mặc K8. Chị nào lấy K8 thì mình chốt, nam và nữ đều mặc được. Cứ nhận hàng là mình biết hàng nó như thế nào. Được chưa các chị? Lên đúng mã cho là K8 cho là có đơn nhé, 95.000. Mặc nhẹ như không ấy. Bác nào lấy K8 thì mình chốt hộ em nhé. Đây set vest này. Set vest này em bán tặng nốt các chị luôn đi. Set 3 món đấy. Mã số cho em là K9 nhá. Em bán tặng hết cho mọi người set này luôn. 79.000 một set mã K9. Chị nào lấy K9 thì mình chốt hộ em. Set 3 món nhá. Xuất sắc. Set này có nhiều không em? Set này chắc có ít. K9 giúp em là có đơn nhá. 79.000. Set này em có ít thôi. Đây có áo trong này, set 3 món, 55 cân đổ về cho em mua tư. Mã số trên là K9 nhá, được chưa? Có cả một cái áo ở bên trong này. Cái quần sót cho em này, size M nhá. Set 3 món 79.000, tính ra chỉ có hai mấy nghìn một cái thôi. Xinh chưa? K9 em có đúng 5 set thôi, chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. K9, size M, 55 cân đổ về cho em đúng rồi. Áo khoác đấy là K8 nhá. Ôi, K9 giúp em là có đơn nữa chị ơi, có bao nhiêu 79.000 một set này thôi. 55 cân đổi cho em vô tư nhá. Chị nào lấy K9 thì mình chốt hộ em này. 65 cân mặc size L cho em. Bác nào lấy K9 thì mình chốt hộ em nhá. Bán tặng luôn các chị có 79.000 một set 3 món rồi à. Ai bán cái set 3 món này 79.000 đúng không? Sang á. Cái này chị chưa là đâu nên nó hơi nhăn một chút xíu nhá. Về các chị làm giúp em. Mã K9 giúp em là được. Bán tặng các chị luôn 79.000 mã K9 này. Ok chưa? Áo đúng rồi, áo là K8 giúp em nhá. K8 là 95.000. K8 là 95.000 hàng Canifa cho em nhé. Chị nào lấy K9 thì mình chốt hộ em. Áo các chị cứ lên cho em là K8 là được. Ôi xinh quá các chị ơi. Các chị lên đơn K8 rất là nhiều rồi. K9 giúp em là có đơn nhá, 79.000 một bộ. Chị nào lấy K9 mình chốt, cái này em có 5 bộ thôi. Có lên áo kiểu nhá, xinh nhở. Cái áo này mình mặc riêng cho em cũng được luôn mà có 79.000 thôi à. Mã K9 giúp em nhá. Đây áo khoác mặc riêng cho em được này. Đây các chị thấy không? Đấy cái con áo khoác này mình có thể mặc riêng luôn cho em đều được. K8 thì nam và nữ đều mặc được, 80 cân vẫn có size cho em, 80 cân mặc XL cho em nhá. Bác nào lấy K9 thì mình chốt K9 nào, lại lên lại áo khoác à? Ừ thôi em lại cố gắng cho các chị lên lại áo khoác đi. À cái áo khoác đấy em móc cho chị kiểu là cái tròn tròn ra đây này cho các chị thấy. Móc cục ấy, treo cái cục thôi. Đây em lên lại áo K8 nhá. Áo gió là K8. Với giá chỉ có 95.000, hàng Canifa 2 lớp. Bên trong trần một lớp bông nhẹ nhàng. Áo là K8 dùm em, không một tí chị thừa, hàng công ty nhé mọi người. Áo là K8, 95.000 một cái áo. Trời ơi, quá đẹp các chị ạ.
Mùa nào cũng phải cần một cái này nha các chị ơi. Đây, hôm trước là set khác mà hôm nay là set khác nha các chị. K8 cho em này. K8 sẽ có màu xanh, K8 sẽ có màu xám đậm. Hai bên là hai bên thông hơi, hai bên sườn thông hơi cho em 95.000 một cái. Mã số cho em là K8, nam nữ đều mặc được. Ví dụ như chị nào mà làm công ty á, hay đi sớm về muộn, nên lấy áo này cho em, chỉ cần mặc cho em thêm một cái áo khoác, cái áo giữ nhiệt ở bên trong, rồi mình mặc cái áo này đã đủ ấm rồi. Nhìn cái mũ cho em này, form rất là rộng nhá, mũ có thể tháo rời luôn cho em. Đây, ơi các chị ơi, K8 K8 giùm em nhá. Màu than, màu xám nhạt và màu đen, bốn màu đẹp nhất vịnh Bắc Bộ cho các chị luôn. Mã K8 cho em nhá, 95.000. Màu rêu đâu? Chưa. Màu rêu đâu? À, có cả màu rêu đây. Đây chưa có màu rêu. Lúc nãy là chưa có cầm màu rêu. Chưa có cầm màu rêu nhá mọi người ơi. Màu rêu đây nữa. Có cả màu rêu. Màu rêu các bác ơi. Áo màu nào, cái túi của nó màu đấy cho em nhá. Chứ phải áo màu này, túi màu kia đâu. Có cả màu rêu này. K8, ui dồi ôi, có cả màu rêu mới sợ chứ. Đây màu rêu, mua cho chồng mình nhanh đó chị ơi. 95.000 một kéo gió thôi. Mê chưa? Màu nào cũng đẹp cho em nhá. Thông hơi đấy, nam và nữ đều mặc được. 95.000 mã K8. Áo em đang mặc là màu xanh. Em đang mặc là màu xanh nhá. Màu xanh, à thế à. Màu xanh cho em này. Màu xám đậm cho em này. Màu rêu. Màu rêu cho em này. Màu rêu. Ôi nặng thế nhỉ. Nó có chủ đường đây. Đổ hết. Màu rêu. Đấy. Màu rêu cho em mọi người nhá. Màu rêu này. Màu xám này. Màu xám nhạt này. Màu xám nhạt cho em. Nam mặc được các chị ơi. Chứ chị có bảo là, ai bảo là tầm 80 cân. 80 cân có bạn. Có chị nào mà 80 cân thì hiếm lắm đúng không? Chị em mình mà 80 cân là mức báo động gấp rồi. Nên là cái này nam và nữ đều mặc được cho em nhá. Mặc K8 này, màu than và màu đen. Ôi, con trai và con gái đều mặc được các chị. Đôi vô tư cho em đi. Cái này mình mua về cho chồng, cho em trai, mua cho bố mình cũng được. 86 cân thì mặc sợ hơi chật. 80 cân đổ về cho em thôi nhá. Bao 80 cân thôi nhá. 86 cân thì hơi chật các chị ạ. 80 cân đổ về cho em vô tư. Em có thật mua cho gia đình mình nhá. Đi cái này em có thật đảm bảo sức khỏe cho các ông, các anh chồng của chị ấy, đi ngoài là ok luôn cho em. Mã K8 này em dơ lại một màu lần nữa để em coi mẫu nhá. Màu xanh ngọc cho em sẽ mặc từng màu cho mọi người đi. Màu nào cũng xinh mà, xịn sò. Nam và nữ được mặc được, mặc một lúc nó toát mồ hôi ở bên trong để mình nó giữ nhiệt mà mọi người. Có 95.000 một kéo gió thôi. K8 giùm em là có đơn nhá. 95.000 một cái. 95.000 các chị nhá. Đây. Màu xanh ngọc cho em này. Đấy cứ lên đúng mã cho em là K8, ngày mai mình thích màu gì ấy. Mình bảo với các bạn nhà em nhá, được chưa? Mình không cần suy nghĩ, cứ để mai suy nghĩ đi. Cái này có dây tự điều chỉnh này. Chỗ đây có cái dây điều chỉnh luôn cho em nhá. K8 giúp em là có đơn nhá, 95.000. Đúng rồi, chọn trong một like giúp em. Có màu xanh ngọc này. Lên từng màu nha, màu xanh ngọc cho em này. Đây em có một set ông bó vào, có đúng không? Màu đen này. Màu nào nó cũng rất là sang. 75 cân mặc XL vừa cho em chị nhá. Mũ có thể tháo rời. Cái này mũ tháo rời được cho em nhá. Mũ này có thể tháo rời, các bác cứ mua đi. Mua về rồi cho em xin một cảm nhận xem hàng nó như thế nào nhá. Em mặc size M thôi mà nó vẫn đang rộng. Size M dưới 60, size L dưới 68 và size XL dưới 75, 80 cân. Đây. Đây các chị ơi, màu đen này. Cứ lên đúng mã cho em là K8 cho em là có đơn nhá. Thông hơi đấy. Áo gió thông hơi. Áo gió thông hơi nhá, 95.000 một cái thôi. Set vest là K9 giúp em. Đây, màu tím than. Mặc đủ màu cho các bác luôn. Đây màu tím than cho em này. Màu nào cũng sang. Đây màu tím than các chị ơi. Trời đất ơi. Trời ơi màu tím than. Màu tím than cho em này. Màu tím than nha. Màu xám nhạt. Xám nhạt. Xám nhạt này. Xám nhạt cho em nhá. 95.000 một kéo em nói thật. Mua bèo nhất ra shop. Mua cho các anh một con áo khoác là phải 250. 250 một cái này em đảm bảo mọi người luôn, được chưa? Cứ ra shop nam mua một cái áo là biết là bao nhiêu tiền, 250 đổ lên nhá. Size to nhất là size XL cho em tận 65. Size to nhất là các chị cứ 75, các anh cứ 75, 75 80 cân ok. Mã số trên là K8, nam và nữ đều mặc được. K8 giùm em nhá. Chị nào lấy K8 thì mình cho K8 giúp em là được. Lên cái áo khoác này giùm em này. Ui áo khoác báo. Áo khoác báo mã K10. Ôi, con áo này là thần thánh và em còn ít lắm. Áo khoác này em cực kỳ là ít, còn ít thôi. Mới đầu vụ thôi nhưng mà cháy hàng rồi vì các chị đặt quá nhiều rồi.
Mã này mình lên luôn cho em, mã này là K10 cho em nhá. Ôi nhìn này, không biết cái chất ở bên trong nó làm cái gì mà nó quá này các chị ạ. K10 giúp em là có đơn 109.000 mã K10. Đây các chị ơi, nhìn cái áo cho em này. Eo cái màu kem khủng khiếp. K10 cho em nhá, 109 62 cân đổ về cho em là vô tư. Áo khóa của nó là khóa đồng luôn cho em nhá. Trời ơi, K10 109.000 con áo, sang, đẹp, mịn, xịn sò luôn. Mã K10 cho em các chị nhìn giúp em này. Thêu, tất cả họa tiết thêu, cái tay của nó kẻ sọc này. Trời ơi, mũ cho em này, mũ rất là rộng cho em như thế này nhá. 109.000 mã K10. Chị nào lấy K10 thì mình chốt K10 luôn cho em nhá. Chị Bắc Nguyễn ơi, comment đúng mã là K8 đi. Lên cho em mã này là K10 cho em. K10 giùm em nhá, 109.000 đằng sau này. Thiết kế rất là đẹp, bác nào lấy K10 thì chốt khẩn trương cho em nhá. 40 cân đổ lên, 62 cân đi. Tầm 62 cân đổ với cho em vô tư mã K10, 109.000 nhá. K10 giúp em là có đơn xinh nhá. Ai lấy K10 thì mình chốt cho em này, có cả hoa cúc các thứ đấy. Ok cho các chị. Rồi cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. 109.000 mã K10. Ok. Bác nào lấy K10 thì mình chốt K10 hộ em. Em có ít lắm ấy, chị nào mà chốt nhanh thì mình được, chậm tay là hết nhá. Rồi ok các chị, cứ lên K8 thêm cái gì thì mình chốt. Thêm cái gì thì mình cứ báo bên em nhá. K10 giúp em là có đơn. Chị nào lấy K10 thì mình chốt hộ em nhá. 109.000 mã K10. Trời ơi, quá đẹp luôn con áo khoác này luôn. K10 giúp em là có đơn nha các chị. Bác nào lấy K10 thì mình chốt K10 giùm em. 109.000 xuất sắc. Từ 40 cân đổ lên, các chị cứ dưới là bao nhiêu cân, 62 cân đổ với cho em vô tư. Ai lấy K10 thì mình chốt K10 giùm em nhá. 109.000 một áo, 40 đến tầm 60 cân đổ với cho em vô tư mã này. Chắc mềm, đẹp cực kỳ luôn. Mã K10 giúp em là có đơn nhá. Ai lấy K10 thì mình chốt K10 luôn giúp em. Áo gió và quần jean nhà là xịn xò quá. Em cảm ơn bác luôn. K10 giúp em nhá. À tí nữa cái quần sóc vải ấy, bây giờ em bán tặng nốt cho mọi người đi. Em còn một ít quần sóc vải nữa em bán tặng nốt nhá. K10 cho em này. Xuất sắc chưa mọi người? Có 109.000 một áo thôi. Còn phông đấy, nhưng mà phông nhà chị còn ít lắm. K10 giúp em nhá, 109. Áo khác này em chỉ em bảo nó làm một size thôi. Đây, em bảo nó làm một size cho em thôi. Đặt hàng Quảng Châu em chỉ làm một size thôi. Đặt nhiều, thứ nhất là nó tính tiền cước cao, nó làm công cao ấy. Này, nhìn cái chất này. Em ơi các chị ơi, dã man kinh khủng khiếp luôn, 109.000. Đây, mã số cho em là K10 nhá. Chị nào lấy K10 thì mình chốt em, yên tâm về nhận hàng có ngất ngây thôi. Ngất ngây. Set này 3 món giùm em nhá. Set 3 món có áo dây ở bên trong cơ. Set này các chị lên cho em là K11. Set màu nâu, set này có nhiều không em? Set này đổ tầm như 20 set hay sao á? 20 set. Có áo dây trong này, chân váy này. 79.000, 55 cân đổ với cho em mã K11 nhá. K11 cho em 79.000 kèm cho một kéo dây ở bên trong. Chị nào lấy K11 thì mình chốt K11 cho em nhá. 79.000, 55 cân đổ với vô tư nhá. Đấy, chị nào lấy set này mình chốt cho em là K11. 79.000 một set. Cái này các chị có dưới 55. 55 cân đủ để cho em vô tư nhá. Chân váy có quần ở bên trong. K11 dùm em 79.000 nhá. Có quần ở bên trong luôn. Không ai bán cái set này cho mọi người có 79.000 mà kèm áo dây đâu ạ. Yên tâm mọi người nhá. Không ai mà bán cả nguyên cái set 3 món này có 79.000 như em bán này. Nhìn chất hộ em nhá. Mặc riêng áo khoác cũng đẹp. 58 cân mà cho em là size L hoặc size M đều được. K11 giúp em nhá, có 79.000 có kèm theo áo dây ở bên trong nữa cơ mà. Chị nào lấy K11 em, để ý vào. K11 giúp em nhá, 79.000. Chị nào lấy K11 thì mình chốt hộ em này. Cái này mình có dưới là 55 cân đổi cho em vô tư, có chân váy ở bên trong. Bác nào lấy K11 thì mình cứ lên đúng mã cho em này, kèm theo một kéo dây nhá. Set 3 món mà có 79.000 đồng. Đấy, chị nào lấy K11 thì mình chốt K11 giùm em. Có quần ở bên trong các chị ơi, xuất sắc chưa? Ai bán set này cho các chị 79.000 là không có rồi. Hết màu đen rồi, cái này nhà em hết màu đen. Bác nào lấy K11 thì mình chốt hộ em nhá. Có 79.000 một set áo mặc rời được này. Áo khoác này cũng rất là hot trend mà các chị. Mua mình áo khoác này bao nhiêu tiền rồi? Em bán riêng mình áo khoác này em bán được. Em bán cho các chị 100.000 bèo bèo áo khoác này được rồi. Đúng không? Cần gì mà bán nguyên set có 79.000. Mã số trên là K11 cho em nhá, 79.000 đồng này. Xuất sắc chưa? Ai lấy K11 thì mình chốt hộ em 79.000 nhá. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp. Trời ơi. Ai lấy K11 thì mình chốt hộ em nhá, 79.000 một set. Hết chưa em? Em nhớ hết đúng không? Cái set này em hết hàng nhá, qua mẫu luôn nhá mọi người. Em có đấy chị Thanh Tuyền Nguyễn ạ. K11 giúp em là được, 79.000. Em có cái set này luôn này. K11 giúp em nhá. Cái set này có phải không? À, đây, set này còn nhiều. 20 set.
Thế cây này em có 20 sen đấy. Này bác nào cứ lấy thì mình chốt nhá. Có 20 set cơ. Mã số trên là K11 dùm em. Xinh nhở. Em ơi dã man. 79.000 không ai tin. Màu không em có màu nâu thôi. Chị nào lấy K11 thì mình chốt K11 dùm em. 79.000 đồng nhá. Mã K11 set 3 món các chị ơi. 79.000 K11. Lên đúng mã là K11. Đừng comment là set 3 món nó không có đơn đâu. K11 giúp em nhá. Cho chị cả cái set dần gì nữa. K11 nó là chất chị ơi. Nó là làm chất áo. Cái bộ vest thì các chị biết rồi. Nhưng nó nghẽn hay sao kìa. Có nghẽn không em? K11 cho em nhá. Không cắt được. Chị nào lấy K11 thì mình chốt K11 dùm em. Cứ lên đúng mã cho là K11 cho là có đơn nhá. 79.000. 79.000 mã K11. Bác nào lấy K11 thì mình chốt K11 nhá. Em còn được tầm 15 set gì đấy. 15 set hả? Đây này, set dàn gì có cái mẫu nào nữa. K11 giúp em nhá. 79.000 cái set chân máy dàn gì này. 79.000 mã K11. Ai lấy K11 thì mình chốt hộ em nhá. Có 79.000 một set thôi. Cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. 79.000. 79.000 mã K11. Áo sơ mi cho em này. Sơ mi này mình lên luôn cho em là K12. K12 giúp em là được nhá. Sơ mi sọc đang hot hit. K12 cho chị cả cái quần sóc vải luôn nhá. Cái quần sóc vải tuyết mưa này bán tặng cho chị nốt đi. Tại không bán nữa, quần này em cũng không bán nữa. K12 cho em nhá. K11 đấy các chị dưới 55 cân. K12 dưới 60 cân đổ về cho em này. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được, bao nhiêu tuổi mặc cũng được. Từ tầm 16, 17 các bé mặc cũng được. Đến độ tầm các chị tầm 35, 40, 45 cho em vẫn mặc được luôn nhá. K12 cho em là áo này. Có 99.000 một áo thôi, mã K12. Có sọc đỏ và sọc đen. Áo này bên em bán ở cửa hàng rất là nhiều. Cửa hàng bên em bán được nhiều dã man cái áo này luôn đấy. K12 cho em nhá, dáng này. Sẽ có một sọc đỏ và một sọc đen. Sọc năm nào cũng góp các chị ạ. Túi nắp hai bên, 99.000 một áo, mã K12. Đây, 60, 65 cân đổi về cho em vô tư nhá, mã K12. Chị nào lấy K12 thì mình chốt K12 hộ em nhá. Với giá là 99.000. Xinh cực kỳ luôn này, hai màu nhá. Màu nào cũng đẹp, sơ vi cũng được, mặc thả buông cũng được. Cái dáng này thì các chị mặc kiểu gì cho em cũng rất là đẹp luôn. Sẽ có màu sọc đỏ, màu sọc đen. 99.000 đồng giùm em nhá. 40 cân đổ lên, 60, 62 cân đổ về cho em vô tư, mã K12. K12 giúp em nhá. Chị nào lấy K12 thì mình chốt K12 giùm em. Với giá là 99.000. Trời ơi. Mặc với quần sóc cũng đẹp, sơ vin rồi áo các thứ đều đẹp luôn cho em mã này. Nói chung mã này của em rất là dễ, nó thất rất là thông dụng luôn. Thông dụng cực kỳ cả nam. Nói chung là cái này các chị mặc đôi cũng được. Các anh nam mình có thể mặc được cái mã này luôn cho em ấy. Mã K12 luôn giúp em nhá, 99.000. Sẽ có sọc đỏ và sọc đen. Cho chị cái sọc hồng đấy cũng đẹp nè. Đấy sọc hồng sọc cam với cái sọc vàng hôm qua đấy. Chị nào lấy K12 thì mình chốt hộ em nhá, 99.000. Còn đâu em gửi về cửa hàng hết mà. Còn đâu kéo này gửi về cửa hàng hết đi. K12 giúp em nhá. 99.000 giùm em nhá. Còn sơ mi sọc hồng, sọc vàng có sơ mi đấy em vẫn đang còn. Chị nào lấy K12 thì mình chốt. Em ơi còn cái màu hồng đấy nữa, màu hồng nhạt đấy nữa. K12 giúp em nhá. K12 99.000 mã K12. Em váy tím này còn ít này. Em váy tím này thì các chị dưới 55 cân đổi về cho em nhá. Mã K13. K13 giùm em nhá. 54 cân đổi về K13 này. Em bán tặng các chị váy này luôn, 69.000 mã K13. Chị nào lấy K13 thì mình chốt K13 cho em nhá, 69.000 đồng. 55 cân đổi về vô tư nhá. Váy tím rất là xinh luôn, mã K13 cho em 69.000. Áo phông 55 hết hàng rồi. Chị nào lấy K13 thì mình chốt hộ em nhá. Đợt lúc trưa nhà em chưa gọi đâu thì mình cứ dồn giúp em, sáng mai bên em gọi nhá. K13 giúp em là được 69.000 đồng. 55 cân đổi về cho em nhá. Đây. Chị nào lấy K13 thì mình chốt cho em có 69.000 áo này thôi ạ. À. Rất là sang. Sang và đẹp cực kỳ cho em nhìn cái dáng này, xinh cực luôn. Mã số trên là K13 nhá. Chị nào lấy K13 thì mình chốt hộ em nhá. Với giá là 69.000, đằng này có co giãn này. Cái này có bo chung co giãn thoải mái cho em như thế này. Xinh cực kỳ luôn nhá. Bác nào lấy K13 thì chốt hộ em. Bán tặng luôn cho mọi người mã này luôn, có 69.000 một váy rồi. Rất đẹp cực kỳ. Mềm đẹp và mát luôn cho em. Chị nào lấy K13 thì mình chốt hộ em nhá. Đấy. Mặc lên dáng rất là xinh. Bo chun thoải mái cho em luôn này. Với giá là 69.000 mã K13 em hết phông rồi các bác ơi. Chị nào lấy K13 thì mình chốt hộ em nhá. Để mai em nhập phông mới em về bán cho các chị hết phông rồi.
69.000 mà K13 em thấy nó dáng là rất là dễ mặc luôn. Chị nào lấy K13 mình chốt hộ em nhá. Dáng này xinh cực kỳ luôn á. Xinh dã man. Có 69.000 thôi mã K13. Chị nào lấy K13 thì mình chốt hộ em nhá. Trời đất ơi. Con váy dáng vintage mà có 69.000 đồng. Cái này có đúng một cọc không em? Có một cọc duy nhất nhá. Hết hàng luôn mã K13 cho em 69.000. 69.000 giùm em nhá. Cái set này, cái set có cái chân váy dài gì còn không? Set này các chị ơi. Sang áo này cho em nhá. Áo này hôm qua có cả màu sọc hồng nhạt hơn này. Có cả màu sọc hồng nhạt hơn cho em nhá. Đây bây giờ các chị lên lại áo này đi. Đây. Đây các chị ơi. Đây có màu hồng nhạt cho em này. Ui sơ mi này nhé, bán ở cửa hàng đắt hàng dã man. Học sinh hay mua nhiều cái này lắm luôn đấy. K14 cho em áo này nhá, sẽ có màu sọc hồng đi. Đây là sọc hồng nhá, sọc hồng, sọc vàng, sọc cam. Chị nào lấy K14 thì mình chốt hộ em nhá. 60 cân đổ về vô tư. Với giá là 99.000 K14. K14 cho em nhá, 99.000. 60 62 cân đổ về nhá. Cái này là sọc hồng này. Cái này là sọc hồng cho em. Cái này là sọc vàng. Cái này là sọc vàng cho em nhá, sọc vàng xinh chưa? Sọc vàng cho em nhá, sọc vàng. Và cái này là sọc cam. Sọc cam đi. Cái này chốt cho em là sọc cam nhá. Đây là sọc cam này. 99.000 một áo mã K14. Chị nào lấy K14 thì mình chốt hộ em nhá. 99.000. Màu nào lên cũng rất là xinh. Rất xinh và rất là gọn người luôn cho em. Màu hồng cam. Màu hồng cam này. Màu hồng cam, màu vàng và màu hồng. Màu cam, màu vàng và màu hồng. Mã K14 cho em là có đơn 99.000 nhá. Mình thích màu nào mình cứ lên đúng mã cho em là có đơn. K14 cho em màu sọc hồng này, sọc cam và sọc vàng. Ai lấy sọc nào mình chốt giùm em nhá. 40 cân đổ lên. Các chị cứ dưới là 60 cân đổ về cho em mua tư. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em mua tư mã này nhá. Mã K14. Ai lấy K14 thì mình chốt hộ em nhá. Hồng, cam và vàng. Ai lấy màu nào thì mình chốt hộ em là có đơn. Vừa giá tặng các chị luôn 99.000 một áo thôi. Chất rất là mềm, mềm mát vô cùng luôn. 99.000 nhá. Mã K14. Mà sọc với các chị mà không bao giờ nó bị lỗi mốt. Mà mặc mùa nào cũng được. Mặc lên nó rất là gọn người đúng không các chị? Serving cho em cũng được. Cái này các chị thích không thì mình serving cho em này. Quy về một mối cho em cũng được. Serving cũng được. Serving em mặc thả buông cho em cũng được luôn nhá. Mà có 99.000 mã K14. Chị nào lấy K14 thì mình chốt hộ em nhá. Màu hồng này. Màu hồng, màu cam, màu vàng. Ai lấy K14 màu nào mình chốt hộ em nhá. 99.000 một áo. Rất sang và rất đẹp đúng không? K14 này em ơi. Mở ra cho chị với. Chị nào lấy K14 màu nào mình chốt hộ em nhá. Cho chị cái quần ngố kia với. Cái quần ngố bò đó. Quần ngố bò có chữ H đấy. K14 giúp em nhá. Quần ngố cho em này. Giá này là giá cứ lấy thêm đi để chị lấy thêm. Đây quần ngố ôm này. Quần bò ngố nhá. Quần bò ngố ôm cho em. Giá này em đẹp chưa? Còn bò ngố ôm cho em đó chị ơi. Mã K15. 89.000 một quần, chất co giãn nhá. SML. S dưới 48, M dưới 50 và L dưới 53 cân. Mã số cho em là K15, 89.000. Ngố bò nhưng mà nó là dầm co giãn. Chị nào lấy K15 thì mình chốt K15 cho em nhá. 89.000 một quần, ngố bò nhưng chất co giãn nhá. Cái này là dáng ôm ấy, cái này là dáng ôm cho em, được chưa? Chị nào lấy K15 thì mình chốt K15 cho em, có S, có M và có L. 89.000 một quần. Mã số cho em là K15 nhá. Ai lấy K15 thì mình chốt K15 giùm em. Có size S, size S, size M, size L. Chị nào lấy size nào thì mình cứ lên đúng mã cho em nhá. Quần ngố bò, co giãn này. Bác nào lấy K15 thì mình chốt K15 giùm em là có đơn. Với giá là 89.000 một quần. Có S là các chị dưới 50, M là dưới 51 và L là các chị dưới 53 cân cho em nhá. Mã K15, trời ơi. 89.000 này cho chị Diệu Huyền một di em. Chị Diệu Huyền một di này. Chị Thư một di này. Còn một di chốt lẻ cho các chị nhá. K15 giúp em là được. Quần ASOS em hết rồi. Quần đấy em không còn. Rồi áo này em bị lên luôn cho em. Ai là K16. K16 sọc vàng, sọc xanh. Nguyễn Thị Thư. K16 màu đỏ cho em nhá. 79.000, 55 cân đổ về cho em. K16, chị nào lấy K16 thì mình chốt hộ em nhá. Màu sọc vàng này, màu sọc xanh này và màu sọc đỏ cho em. Bác nào lấy K16 thì mình chốt hộ em nhá. Đây, K16 luôn giúp em là có đơn. K16 luôn giúp em là có đơn nhá. Màu sọc đỏ cho em này, sọc xanh và sọc vàng. Ai lấy K16 màu nào mình chốt hộ em. Cái này các chị dưới 55.
55 cân đổ về cho em vô tư nhá. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. Sọc đỏ này, sọc xanh này, sọc vàng này. Ai lấy K16 màu nào mình chốt hộ em nhá. 55 cân đổ về vô tư. Với giá tặng ấy chỉ có 79.000 áo này thôi. Có jean dài được em một tí em sẽ lên nhá. Bác nào lấy K16 thì chốt hộ em nhá. Đây cái này có rút dây này. Kiểu 60 cân em có này. Đây các chị thấy không, có rút dây. Cái chỗ đây có cái lò xo co giãn như thế này luôn cho em. K16 màu vàng, K16 màu xanh, K16 màu đỏ. Chị nào lấy K16 màu nào mình chốt hộ em. Bán tặng luôn cho mọi người mã này luôn cho em nhá. Với giá chỉ có 79.000. 79.000 mã K16. Mình thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là có đơn. Sang, sang rất sang, sang mềm mịn đẹp và vô cùng luôn. K16 cho em nhá, 79.000. Bác nào thích màu nào thì mình chốt giùm em màu đấy là được. Có cái này điều chỉnh dây này, xinh lắm ý. Cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. Mã K16 màu nào cũng xinh. Ai lấy K16 màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là được. Bán tặng các chị luôn 79.000, xinh lắm ý. Cái mã này các chị không lấy thì hơi tiếc. Đây sọc đỏ cho em này, sọc xanh này, sọc vàng. Màu sọc nào mặc lên cũng rất là sang, sang mà đẹp luôn các chị không. Cái này có điều chỉnh dây luôn cho em nhá. Vâng, ok rồi đơn lúc chiều được cho em mà. Mọi người cứ dồn đơn cho em trong một ngày là được. Ok, sơ mi 129 em vẫn đang còn nhá, K16. Đấy, mình cứ lên đúng mã đi. Ngày mai bên em gọi điện chốt đơn thì mình thích màu nào thì mình chốt sau cũng được. Mình suy nghĩ xong một đêm. Một đêm mình nằm suy nghĩ xem là mình có thích mẫu nào hay không. Thì mình lên đúng mã cho em là được nhá. K16 này, sọc vàng, sọc xanh, sọc đỏ cho em là được. Em ơi, K16 giúp em nhá. Cái áo này có mỗi màu đỏ thôi à con, cái áo len len này. Đây, K17 áo len này. Hôm nay em chiên kỷ niệm các chị ơi, bấm nhanh tay cho em. K17 áo len này em bán tặng các chị luôn. Nhanh tay giúp em nhá. Riêng mã này em thích thì em chiên các chị của em thôi. Bao nhiêu? Áo len mông tơ ghi em chiên cái kỷ niệm với con này cho mọi người 45.000. K17 cho em riêng mã này thôi. Đây là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. Áo len mông tơ ghi này. Ôi dồi, K17 cho em các chị ơi, 45.000 đồng mã K17. Nhanh tay giúp em nhé, duy nhất mã này thôi. Đây 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 đây, đây có được tầm 10 cái. Có được tầm nhiều em? Nhiều có chục cái đúng không? Hình như có được tầm 15 cái thôi ý. Áo sau là áo gió nhé chị ơi. Trời đất ơi, K17 cho em là có đơn em bán tặng 4 chị 45.000. 45.000 một con áo len như thế này. Ôi, em nói thật các chị mê luôn. K17 luôn giúp em nhé, 45.000 nhé. Em nói thật cái màu nó lạ. Sơ vin cũng được, mặc thả buông cho em rất là đẹp luôn. Bác nào nhanh thì mình chốt cho em nhé. Màu đỏ này, sang chưa, 45.000 đồng thôi. K17, 45.000. Nhanh tay luôn em nhá. Và sẽ không bao giờ, không bao giờ thiếu được một cái mã như thế này. Ông ơi, đây, đây cái này luôn đây chị nhá. K17 giúp em là có đơn. Ôi, sang con nào sát nách này cho em cũng đẹp này. Áo sát này cho em cũng đẹp lắm. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhá. Áo sát này đi tập cũng được, đi chơi cũng được. Áo sát này này, mát. Nó là áo giấy đấy. Áo này mình lên luôn cho em, áo này là K18, 38.000. K18 cho em nhá, đen và trắng. Hãng của nó là AD. K18 cho em có đen và có trắng nhá. K18. Đây, chị nào lấy K18 thì mình chốt K18 cho em. Với giá là 38.000 một cái. Có đen và có trắng cho em, chất giấy. Hãng AD này. Đây các chị thấy không, hãng của nó là AD này. Chờ chưa, K18 và kèm màu giúp em sẽ có màu đen và màu trắng. Ai lấy màu nào mình chốt cho em nhá. Với giá các chị ơi, với giá chỉ có 38.000 một cái. Một con áo phông chất giấy. Em nói thật nó mặc nó mềm, nó mát cực kỳ luôn cho em. 40 cân đổ lên các chị ở dưới 60. 60-62 cân đổ cho em vô tư này. Hãng của nó là AD cho em nhá. Mã K18 xuất sắc. Có 38.000 thôi. Ô em phải để lại một con em mặc. Nó mát cực kỳ ấy. Các chị mặc cái này nó mát. Phát dã man luôn. Hai màu cho em nhá. Màu đen và màu trắng. Chị nào lấy K18 thì mình chốt hộ em nhá. Có đen và có trắng. Có 38.000 một cái. Tội gì ông mua các chị. Bộ đồ dài thì ngày mai em mới về nhiều. Đây. Chân và em mặc có hàng rồi mà. Đây các chị ơi, AD này. K18 cho em nhá. 38.000. Rất là xinh. Có 38.000 một con áo giấy thôi, mềm á, mềm cực kỳ luôn cho em, đen và trắng nhá. Chị nào mà béo giống như em mặc màu đen cũng được, mà mình mặc màu trắng em cũng được, màu nào cũng được. 38.000 một cái, mã K18. Ai lấy K18 thì mình chốt hộ em nhá. Có 38.000, 40 cân đổ lên, 60 cân cho chị bổng ngố đi cái thủy thủy này.
Cứ lên đủ mã cho là K18 cho em là được. 38.000 nhá. Quá rẻ. Em thấy nó siêu rẻ đấy. Chân kia đang còn em, chân kia đang còn lên nốt ra cho các chị chốt. 40 cân đổ lên, chân mà em mặc là K3. Chị nào lấy K18 thì mình chốt hộ em nhá. Có 38.000 một cái thôi, 40 cân đổ lên. 60 cân đổ về cho em vô tư. Được chưa? Chị nào lấy K18 thì mình chốt hộ em nhá. Hai màu đen và trắng. Ai lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là được. Được chưa? Áo này mặc chất thích lắm đúng không? Cái áo này mặc lên form rất là đẹp luôn cho em ạ. K18 nhá. Đây cái bộ ngố đây, bộ ngố đây. Số len đúng mã cho là K18 cho em là được. Rồi sang cho em cái mặc áo len này. Em lấy cái áo ba lỗ này. Rồi áo len này mình lên luôn cho em là K19 cho em nhá. K19 cho em. À có mã sock, yên tâm em có lên chuyện các chị một mã sock. K19 giúp em có lên jean dài nhá. 69.000 một áo, sẽ có màu đen và màu trắng. Áo len mông tơ vi nhá. Chị nào lấy K19 thì mình trước K19 hộ em. 69.000. Hả? Ừ, chỗ đấy. K19, áo len mông tơ vi. Ôi áo này hôm trước các chị tranh nhau mua dã man. Áo có mũ cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em mua tư mã K19 này. Có đen và có trắng, xinh nha các chị. 69.000 mã K19 dùm em, xuất sắc cái mã này. Nó quá là đẹp á, len mông tơ ghi nhá, chất mềm. Chất rất là mềm luôn. Ai lấy K19 thì mình chốt hộ em nhá. Có áo len đấy, cái này là áo len cho em, có mũ đằng sau, form dáng dễ mặc cực kỳ. Hai màu đen và trắng nhá. Chị nào lấy K19 thì mình chốt K19 dùm em là có đơn. Xinh nha. Trắng này. Đẹp nhờ, cái màu này nó rất là lạ và tây luôn. Trắng và đen hai màu, 40 cân đổ lên. 60-62 cân đổ cho em vô tư nhá. Mã số trên là K19, bác nào thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy. Mấy đang hôm qua chưa chị ơi, hàng đấy chưa về cơ, mai mới có tại vì nó đang bị trễ hàng. K19 giùm em nhá, hai màu đen và trắng. Đấy, bác nào thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy, cứ lên đồ mã cho là có đơn nhá. Lái ơi, áo khoác XL tầm 82 cân không vừa đâu chị ạ. 82 cân thì không có size vừa đâu. Cái đấy thì tầm 80 cân cho em thì có thể mặc vừa. Nhưng mà 82 cân thì anh ấy mặc sẽ bị chật đấy. K18 giúp em nhé mọi người. 85.000. À quay 69.000. Chị nào lấy K18 thì mình cho K19 69.000 đồng, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhé. Hai màu đen và trắng. Màu này rất là dễ mặc luôn cho em. Bác nào lấy màu nào thì mình chốt cho em mã này là K19 giúp em nhé. 69.000 đồng mã K19. Đấy chị có mã quần bò dài. Bác nào lấy K19 thì mình chốt nha, hai màu đen và trắng này em nhá. 40 cân đổ lên, các chị cứ dưới 60 cân đổ về cho em, 69.000. Ai lấy K19 thì mình chốt K19 hộ em, 69k. Bộ ngố này bán tặng luôn. Chắc chị nào mà nhìn cái bộ ngố này là quá là quen thuộc rồi đúng không? Bộ ngố này thì lên luôn cho em hay là K20. K20 dùm em nhá. K20 dùm em là có đơn bộ ngố này. Đây, chị nào lấy K20 thì mình chốt K20 dùm em. Cái áo nắng quẩn này em lấy cái túi bóng đen em bỏ vào đi. Lấy chỗ để hàng đi. À, K20 dùm em là có đơn nhá, 59.000 một bộ. Cái này em xả lỗ đấy, em không nói deal, em nhập vào cái bộ này là 85.000. Nếu mà em nói deal thì em không có đủ tư cách để bán cho các chị đâu, em nói thật. Cái bộ này em nhập vào 85.000. Mà bây giờ em xả các chị có 59.000. Là em lỗ bao nhiêu rồi? 25.000 một cái, 24.000. Không, 26.000 chứ. Lỗ mất 26.000 một bộ đồ. Mà bây giờ em qua đây em bán là tầm bao nhiêu bộ là các chị biết bao nhiêu lãi thì không có. Chắc chắn là trong cái thời gian nó giao mùa, các chị cũng rất ít có nhu cầu mình mua đúng không? Nhưng mà nên phải chấp nhận xả lỗ thôi. Các bạn nhiều khi mình đang còn đắn suy nghĩ á, mà bộ này bây giờ em bán có 59.000 một bộ là em không có lãi, trong khi em còn lỗ 25.000. 25.000 một bộ đấy. Chị nào mà mua cái bộ này nhà em là mình biết rồi. Mà bây giờ em bán tặng các chị có 59.000 một cái bộ ngố đẹp như thế này. Mã số cho em là K20, các chị có dưới 55 cân đổi cho em vô tư. Áo là theo cho em nhá, không phải áo in đâu. Theo hàng hai tăng mark cho em này, có mark treo đầy đủ, form size đầy đủ cho mọi người. Mà em bán tặng các chị có 59.000 một bộ. Đấy, chị nào lấy K20 thì mình chốt hộ em nhá. Là em bán, vừa tặng, vừa tri ân, vừa kỷ niệm các chị cái bộ này luôn. Có 59.000 thôi, các chị ơi, nhanh tay nhá. 59.000 một cái bộ này, hàng trong túi zip, không phải hàng nằm trong túi mờ đâu. Chuẩn hàng nằm trong túi zip cho mọi người luôn cho em nhá. Mã số trên là K20, 59.000. Chị nào lấy K20 thì mình chốt K20 dùm em.
59.000 một quần. À quên cả bộ ấy chứ. Cả bộ mà có 59.000 đồng, dễ mặc. Form dáng thì cực kỳ là dễ mặc luôn rồi. Bác nào lấy K20 thì mình cho K20 hộ em nhá. 59.000. Theo chữ cho em này. Được chưa? Form đẹp cực kỳ luôn, 55-56 cân đổ về vô tư nhá. Chị nào lấy K20 thì mình chốt hộ em. Cái áo này, một mẫu này em có số lượng rất là nhiều. Áo len, trời ơi, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Ok chị, mã này mình lên luôn cho em, áo này là K21. K21 cho em là áo len này nhá, 85.000 một cái. Có duy nhất màu hồng cho em. Béo gầy mặc đồ ok. 40 cân đổ lên, 60-62 cân đổ về vô tư này. K21 dùm em, 85.000. Sang chưa? Rất là sang luôn nhá, mà K21 85.000 đồng. Chị nào lấy K21 thì mình chốt hàng nhé, bao giờ nguyên cục hết. Có chị nào mà nhận được áo này chưa? Rất sang, sang cực kỳ luôn cho em này. Hàng nằm trong túi bóng như này luôn cho em nha các chị ơi. Ok, chị Kim Phụ K21 này, 85.000 một áo cho em, chị út đẹp một cái. Rất là dễ mặc luôn cho em hàng này. Nguyên bao như này nhá, không phải hàng cái một rồi mua, các chị mua tầm lâm bán cho mọi người đâu. Ok, chị Thu Hương một cái K21 này. K21 dùm em nhá, 85.000 một áo len mông tơ ghi, tay von. Mặc rất là sang, 40 cân đổ lên, các chị dưới 60, 65 cân đổ về cho em ok. Chị Lý Nhung một con K21 này. Nguyên cục như thế này cho em mà có 85.000. 85.000 một cái nhá, 85.000 một con áo len đẹp như thế này. Chị Tuyết Nguyễn một cái ok bác luôn, cứ lên đúng mã cho em là K21 là được. Chị Linh Nhi một cái ok chị luôn. Lên đúng mã cho em là có đơn nhá, 85.000 một cái. Chị Linh Vũ một cái ok chị này, chị Nguyễn Thị Lệ bổ sung số cho em đi. Chị Tinh Baby một cái ok bác luôn. Dồn qua Facebook được không? Dồn một cái thôi chị ơi, chốt một cái cho em thôi nhá. Chị Huỳnh Giang một cái này ok. Rồi chị nào lấy K21 thì mình cho K21 dùm em, 85.000 một con áo len mềm. Chất mềm đẹp các chị đấy không? Von này. Đúng rồi, mẫu này các chị mặc với quần bò cho em cũng được, mặc với quần da hay là các chị mặc với chân váy, quần short cho em đều ok luôn, mà có 85.000 một cái. K21 dùm em nhá. Ok chị Mai Nga. Rồi chị Trang Nguyễn Kiều một cái ok bác luôn, cứ lên đúng mã cho em là có đơn, 85.000 một con áo len. Không ai nghĩ các chị mua được cái áo này 85.000 đâu. Thực sự mã này nó quá là hot. Đây là chưa vào vụ mà đã bán lên giá này cho mọi người luôn đấy. 85.000 cho em nhá. K21 dùm em. Form dáng dễ mặc này, cái dáng nó thể mặc bu rông như thế này cho em được. Sơ vin như thế này cho em cũng được các chị. Đấy không? Dáng nó rất là gọn người nhá. Các chị đang gọn người cực kỳ như thế này. Mà có 85.000 một cái mã như thế này thôi. Chị nào lấy K21 thì mình chốt hộ em nhá. 85.000 một con áo xinh. Cứ nhìn chất len, chất len em này. Áo khoác đấy là gió đấy chị ơi, không phải chống nắng đâu. 95.000 cho em nhá, nhìn cái chất len này. Trời ơi, cái cổ cho em này. Nhìn cái chất len co giãn cho em này. Cái tay áo này. Vải của nó là vải von nhá, chất mềm. Đây, có rất là nhiều mã. Bomber nhà em đều là 109 hết mà. Khoác của nữ là 109. Chị nào lấy K21 thì mình chốt K21 dùm em nhá, xinh chưa. Có 85.000 một áo thôi. Lên đúng mã cho là có đơn nhá. Rồi ok chị Thu Huynh một cái. Rồi bác nào lấy K21 thì mình cho K21 dùm em, có 85.000 một cái. Trời ơi, dễ mặc cực kỳ luôn mà có 85.000. Em có thể nó rất là xinh. Xinh vô đối á, xinh vô điều kiện luôn. K21 dùm em nhá, 85.000 đồng. Chị nào lấy K21 thì mình chốt K21 dùm em, 85k. Cái này em có ít thôi nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhá. Cứ lên đúng mã cho là K21 là được. 85.000. À, cái quần bò này, cái quần ngố bò này có ít lắm, còn có ít lắm luôn ấy. Này, quần bò Mickey đủ size SML mã K22 cho em. K22 dùm em nhá, quần ngố bò 89.000 mã K22. Chị nào lấy K22 thì mình chốt K22 dùm em nhá, 89.000. SML này, quần ngố bò cho em nhá. Đúng rồi, áo gió nam, nam nữ đều mặc được. Từ đầu em tưởng nó là gió nữ nhưng mà form to chắc là gió nam. K22 dùm em nhá, 89.000. Có rách ở đây nhá, không về các chị lại bảo nó rách, có rách quần như này. Kết hợp với áo dây, áo ba lỗ, áo cổ lỗ top, áo hai dây, rồi áo sơ mi sọc kia kết hợp cũng đẹp kìa. Mặc với cái sơ mi sọc này cũng rất là năng động luôn. K22 dùm em là có đơn, 89.000 một cái quần thôi. Đẹp chưa? Vẫn đủ size nhé. 89.000 mà K22. Chất này không đấy thì lấy cái chất gì đúng không các bác? K22 dùm em là có đơn, 89.000. Ờ chưa? Size. Ok đấy, 59.000 này. 89.000 mã K22, 60 cân hôm vừa rồi chị ơi, 53 size L, 53 54 cân đủ về cho em thôi. K22 dùm em, 89.000. Xuất sắc chưa? Chị nào lấy 2.000 mình chốt nhanh hộ em nhá.
đẹp lắm, yên tâm. À không không, đấy đấy chị, 89.000 mà K22. Đây, bác nào lấy K22 thì mình chốt hộ em nhá, 89.000. Chân này em mặc còn, chân này em mặc là K3. Set này em còn độ tầm 50 set cơ. Set này có 50 set. Chị ơi, set này có 50 set, mua ủng hộ em đi. 50 set một màu này. Ôi thôi em bán mình cái áo cho nó xong rồi luôn. Thì chị xin không rồi. Bán mình cái áo cho nó xong rồi. Không cần bán cái chân váy cũng được. K23 giùm em nhé. Vừa bán vừa tặng này, K23 set chân váy này. Có chị nào nhận được set này bên em chưa? Xinh chưa? Đấy, serving cho em được, mặc cả buông cho em được, set chân váy nhá. K23 giùm em cả set như thế này, em bán tặng với chị luôn. 69.000 mà K23. Chị nào lấy K23 mình chốt hộ em nhá. 54 cân đổ về cho em vô tư. Serving cũng được, mặc mắng riêng áo cho em cũng được. Đó quá, chị cảm ơn. K23 giùm em này. Đằng sau có bơ chun như này rồi các chị nhá, 69.000 một set mã K23. Bác nào lấy K23 thì mình chốt K23 giùm em, không cần đơn tới qua nhá chị. Chị nào lấy K23 thì mình chốt hộ em nhá, 69.000. Áo mình mặc riêng được cho em. Ở chưa, chân váy này. Chân váy này thì không cần sơ vi đâu các chị. Chân váy này là mặc như này này. K23 giùm em nhá, 69.000, chân váy em mặc 99.000. Đây, cả set đấy chị ơi, cả set có 69.000 đồng thôi. Chị nào lấy K23 thì mình chốt K23 giùm em nhá. Với giá tặng đấy chị luôn, với giá là 69.000 một bộ này. Trời ơi, không ai bán cái set này mà 69.000 đâu các chị. Chị nào lấy K23 thì mình chốt hộ em nhá, 69.000 một set. Nguyên set ấy, không phải mình áo em mặc đâu. Cả set là 69.000. Cả set nha mọi người nhá, cả set cho em, không phải là một cái áo là 69.000. Cả chân váy, cả áo kiểu là 69.000 một bộ. Chị nào lấy K23 thì mình chốt hộ em, 69.000 đồng một set. Không phải một áo đâu, là một bộ ấy. Cả bộ cho em nhá, mà có 69.000 mà K23. Xinh nhá. 55 cân đổi với cho em mô tư nhá. Chân váy mặc gym được. Chân váy mặc rời, áo mặc rời được luôn. Chị nào lấy K23 thì mình chốt hộ em nhá, 69.000 đồng. 69.000 dùm em mặc K23 nhé. Nguyên set, nguyên set mà có 69.000 thôi. Đây, bác nào lấy K23 thì mình chốt K23 rồi em cho chị cái váy đen xì xì đây. K23 dùm em nhá, 69.000 nè. Chân váy đằng sau có bơ chun. Chị nào xem thích set này thì mình cứ lên đồng mã cho là K23 giúp em là được. 69.000 nhá. Nguyên set mà có 69.000 mà K23. K23 dùm em nè. Đây đây, chỗ cái áo chỗ gần. Đây chỗ gần cái áo khoác xanh đấy. Cái này còn ít á, còn nhiều, váy này còn nhiều. S và M cho em này. Váy này có hai size S và size M. Ơ, váy này chị mặc vừa này. Ừ, 69.000 thôi. Ôi, cái váy này em mặc vừa các chị ơi. Xinh chưa? Ê ơi, điệu dạo này mình điệu quá, dạo này mình mặc cả váy cơ. Mã số đẹp là K24 nhá. Váy này em bán tặng các chị luôn, 115.000 thôi, S và M. S hả? Hết S à? Thế bây giờ em có mỗi M. Còn mỗi S không? Còn mỗi S thì các chị dưới 53 cân. K24 dùm em nhá, em 52 cân, đã màn chưa? Chị nào lấy K23 thì mình chốt K23 dùm em. S, S thì các chị dưới 52 cân, trong khi em mặc cả cái chân váy ở bên trong ấy. S dưới 52 cân cho em nhá, 115.000 một váy này, xinh cục. Trời ơi, không nghĩ là hôm nay mình có thể mặc váy được các chị đây. K24 dùm em nhá, 119.000 chiếc ly này. Và có một cái nơ bản to ở đây làm cho các chị cái eo của mình nó nhỏ nhỏ ấy, nhỏ gọn luôn. Sẽ có size S thôi, cái này còn đúng size S. Chị nào lấy K24 thì mình chốt cho em nhá, 119.000 mặc dù bắp tay em rất là to. Thô ấy, bắp tay em thô cực nên là ít khi em mặc váy rồi. Không bao giờ em mặc váy đâu. Đi đám cưới bạn bè em chỉ có mặc chân váy thôi, không mặc váy bao giờ ấy. Áo gym quần riêng. K24 dùm em nhá mọi người, 115.000 bán tặng các chị 115. Size S và size M nhá. Chị nào lấy size nào mình chốt. M thì còn một cái. Còn hầu như là còn size S. Chị nào lấy K24 thì mình chốt dùm em. Ở chưa, 115.000 dòng máy này đẹp mà. Đẹp mà các chị, dòng máy này rất là xinh ấy. K24 dùm em. Các chị ủng hộ em đi, không lần sau em tự tin không bao giờ em mặc váy đâu. Và dưới khi em mặc váy là vì em mặc váy không có đẹp. Đây nhìn này. Đây các chị nhìn này, nhìn giúp em nhá. Đây có cái nơ to ở đây.
Bác nào lấy cao 24 thì mình cho chị cái quần sóc em. Nhà mình có cái quần sóc vải đấy. Cái quần sóc vải có màu tím, màu trắng các thứ đấy. Các chị ủng hộ em đi, hôm sau em không dám mặc váy đâu. Size S dưới 52 cân cho em nhá. Tại vì em đang mặc cái này size S mà thôi vẫn đang còn đây. Mặc chân váy ở bên trong cũng được luôn ấy. K24 váy này xinh. Em đảm bảo với các chị là chất của nó đẹp và form nó đẹp. Các chị yên tâm là mình về ấy, mình mặc lên form nó siêu đẹp luôn nhá. Tại vì có chiếc ly đàng hoàng cho các chị luôn này. Đấy, chị nào lấy K24 thì mình trước K24 dùm em nhá. Bán tặng các chị luôn với giá chỉ có là 115.000 một váy thôi. K24 em là đàn ông mặc váy. Chị em bảo em là đàn ông mặc váy các chị hiểu không? Nên là rất là ít khi em mặc váy. Hầu như không mặc váy luôn ấy. Em ít khi cực có mặc chân váy thì mặc. Tại vì em béo nhiều khi rất là tự ti các chị không? Kiểu chân lòng em không. Rồi sang quần cho em, một mã quần hot hit K25 dùm em là quần này. 149.000 mã K25 nhá, SML. K25 dùm em 149 ạ, SML. Siêu VIP luôn. Chị nào lấy K25 thì mình chốt. Ôi, một cái mã quần thần thánh. Size S là dưới 50, M là dưới 52 và L là dưới 54 cân đổ về cho em nhá. K25 dùm em. À các chị ơi, các chị có thích chút mi không? Các chị có thích chút mi không? Mọi người có hay dùng chút mi không? Để em mua về em tặng các chị mà không biết tặng ngày mai tặng cho mọi người cái gì á. Không phải áo chống nắng đâu chị. Cái áo này là áo gió của nam, không phải áo chống nắng nhá. Mã K25 dùm em SML. SML dùm em mã K25. Ôi mà hôm trước không hiểu sao mà hôm trước em có đánh mi. Em có chút mi á, bạn em nó chút mi cho em xong mà cái hồi cái mắt em nó đau. Nó kiểu nó dâm dâm, nó kiểu khóc khóc ấy, nó nặng cái mắt cực kỳ. Đấy, chị nào lấy K25 thì mình chốt hộ em nhá. Định ngày mai mua chút mi về tặng các chị nhưng mà không biết nhiều chị dùng chút mi hay không, đang đắn đo. Cả son ấy, em có thấy người ta hay bán, đang bán cái loại son mà có cái hình kim cương à? Hay là cái hình em sợ lắm. Vì sao nhiều chị bảo em ơi bán mỹ phẩm đi, không em sợ kinh khủng. Em bán lỡ may các chị về da nhạy cảm như em á, các chị kiện em chết thật luôn. Tại vì cái mỹ phẩm đấy thì nhiều chị cứ bảo là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, nhưng mà em thật ai bán online cũng phải gọi là can đảm lắm thì mới bán mỹ phẩm đấy. Nhưng em sợ cực kỳ. Em sợ các chị về sau mình có kiểu là mình bôi ấy, nó có bị sao thì các chị chửi em chết. Đây các chị ơi, K25 dùm em lên đâu em có dám bán không? Nhiều chị hỏi em á, chị thấy người ta bán nhiều lắm sao em không bán? Không phải cái gì em cũng bán, mà là em phải gọi là sao, phải an toàn, đảm bảo em mới bán, chứ không phải là bán cái gì cũng bán đâu. K25 dùm em nhá. Quần jean em mặc em chỉ mặc size S thôi, đợt này lại mặc quần này size S thôi, mặc K25 này. 149.000 chất co giãn cho em nhá. Ôi em không biết nhưng mà em thấy người ta bán nhiều, chị á bảo chị thấy người ta bán đắt hàng lắm. Sao em không mua mà bán? Không em sợ lắm. Gan em đang còn bé. Chị nào lấy K25 thì mình chốt nhá. 149.000 một quần mã K25. Đây, tặng kính à? Em mai em tặng kính nhá. Ờ tao cũng được. Tặng kính thì an toàn, còn tặng mỹ phẩm thì sợ may nhiều chị mua về sản phẩm nó bị dởm ấy. Hay cái lô đấy nó bị lỗi như thế nào thôi các chị kiện em chết. K25 dùm em SML, nên là nhiều khi tâm sự thật với các chị là không bán mỹ phẩm. Nhiều chị hỏi em á, cứ trong inbox, từ trong cả hỏi Zalo em ơi sao không bán mỹ phẩm, rồi son rồi chút mi, mà em thấy có mỗi hôm chút mi mà cái mắt em nó chịu xuống, nó nặng, chắc là không quen đó. K25 dùm em nhá. Đấy là lần đầu tiên trong đời được chút mi các chị. Hay theo cho em ở đằng sau này. Cái quần ở đằng sau là theo logo cho em phê cho, cặp cao cho em nhá. Không phải cặp trễ đâu, cái này là cặp cao cho em đấy. Chị nào lấy K25 thì mình chốt hộ em nhá. Bán tặng luôn cho các chị luôn. Với giá là 149.000 mã K25. Cái váy này này. Em bán như thế này mọi người về mặc kèm cho em nhá. Mặc kèm cho em cái áo giữ nhiệt. Hoặc là cái áo sơ mi ở bên trong em bán tặng cái váy này cho mọi người 50.000 thôi. K26 cho em chất đẹp á. Chất đẹp K26 nhá, em bán tặng các chị 50.000. Đây, có size số đàng hoàng cho em này, size M. 55 cân đổ về cho em nhá, chất u mì. K26 50.000. Mặc như thế này rồi khoác cho em một cái áo khoác nhẹ ngoài cũng được. Hoặc các chị mặc như thế này, mặc cho em một cái áo giữ nhiệt, hoặc là mặc cho em một cái áo sơ mi cũng được. K26 dùm em nhá, bán tặng các chị luôn với giá là 50.000. Ok, em có lên áo khoác đấy. Bác nào lấy K26 mình chốt hộ em nhá, 50.000. 50.000 thôi, trời ơi, sang chảnh cực kỳ luôn các chị. 53 cân đổ về cho em chất u mì. Bác nào lấy K26 thì mình chốt K26 hộ em nhá, 50.000 đồng. K26 K26 dùm em 50.000. Chị nào lấy K26 thì mình cho K26 hộ em nhá, 50k. Cái quần đấy còn không em? À thôi bộ này cũng được. K26 dùm em có 50.000 một váy thôi các chị.
tội gì không mua lấy cái, em có độ tầm 15 cái nhá, 15-20 cái gì đấy. Ok, có lên áo khoác nha, đợi em một tí nha. K26 giùm em nhá. 50.000 đồng. Mã K26. Chị nào lấy K26 thì mình cho K26 hộ em, có 50.000 thôi á. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ chưa? Ôi dồi ôi, K26 50.000. Có độ tầm 25 cái. Em có độ tầm 25 cái thôi. Có độ tầm 15 cái chứ. Này, xinh chưa? Trời ơi, như thế này mà không lấy thì lấy cái gì đó chị ơi. 50.000 con váy này các bác mà không lấy thì lấy cái gì. 2 giây nhưng mà mình đơn giản mình kết hợp cho em một cái áo giữ nhiệt này. Một cái áo gì ở bên trong là ok luôn. K26 dùm em có 50.000 thôi. Chị nào lấy nhanh chốt nhé. Chất u mì á, không phải chất thường đâu. Chất đẹp nha, có chiếc ly đằng sau cho em. Tại vì cái màu đen nó khó nhìn thôi. Mặc lên rất là gọn người sang. Mặc cho em một con áo dạ cũng được. Khoác nhẹ nhẹ một con áo khoác ở bên ngoài đều rất là ok luôn. 50.000 cho em nhé, mặc K26. K26 dùm em nhé. Đấy, 50.000, chị nào lấy K26 mình chốt. Cái áo này em, cái váy này em có ít thôi. 50.000, à cái quần, hết quần nha. Quần còn từng chỗ đây rồi à. Set trắng là tự nhiên nó lạc 7 cái set trắng này. K27 cho em nhé, set trắng. Set màu trắng nhé, 79.000 có đúng 2 set. K27 55 cân đổ về, 55-56 cân đổ về mã K27. Chị nào lấy K27 cho K27 chị em nhé. K27 79.000 mã K27. Có lên áo kiểu nhé. Đợi em một tí, K27 cho em có đúng 2 set. 79.000 thôi, size M. Chị nào lấy K27 mình chốt hộ em nhé. 79.000, 55 cân đổ về cho em, có quần ở bên trong. Bác nào lấy K27 thì mình chốt cho em có đúng 2 set này. K27 nhé. Áo khoác này cũng rất là đẹp. Ôi, màu hồng. Mã số là K28. 109.000 mã K28 nhé. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về, 60-62 cân. K28 thôi em. 109.000 mã K28. Chị nào lấy K28 thì mình chốt hộ em nhé. 109, ôi cái mã này xinh này. K28 thôi em là có đơn. 109.000 mã K28. Ôi chị ơi, đẹp, mát cực kỳ. Hai lớp cho em nhá, không phải một lớp đâu. Hàng hai lớp này. Chị nào lấy K28 thì mình chốt hộ em nhá. 109.000 một áo. Xinh chưa? Em bảo các chị là xinh chưa? Mặc dễ mặc, đẹp cực kỳ luôn cho em nhá. Mặc K28 tí nữa nhá. Tí nữa em lấy lại khoác nam cho mọi người chốt nhá. K28 giùm em 109. 40 cân đổ lên. 60-65 cân đổ về cho em mua tư cái mã này luôn đấy. Chị nào lấy K28 thì mình chốt hộ em nhá. Cái này có ít thôi nên là các bác chốt nhanh luôn cho em nhá. Với giá thì có là bao nhiêu? 109.000 một áo, K28 giùm em. Đẹp chưa? Mũ này, em thích cái mũ này kiểu này lắm. Rất là thích luôn cái kiểu này luôn đấy. Chị nào lấy K28 thì mình chốt cho em nhá, 109 à. Ok, bây giờ sẽ lên các chị một quần mã quần sóc. Rồi sau đấy sẽ lên một mã quần sóc đi. Quần sóc này hôm nay bán tặng các chị luôn. Lớp bên trong á, là một lớp như thế này. Không phải lớp lưới lỗ đâu nhá chị. Đây, lớp bên trong là một lớp gió nhẹ nhàng như thế này cho em. Không phải là áo ở bên ngoài là một chất, mà áo ở bên trong là một cái lớp mỏng mỏng giống như là hàng xấu nhất. Không phải hàng này hàng đẹp cho em. Đây các chị thấy không? Không bao giờ cái áo nhà em mà có một cái lớp gọi là lớp lỗ bên trong. Lót là lỗ nhá, không có đấy các chị không? Nó rất là mềm. Mềm cực kỳ luôn cho em. Này, phần này có bo luôn mà có 109.000 thôi. Mã K28 nhá, yên tâm. Khách nhà em mua ở chợ ấy, đã là 165 rồi. Mua ở chợ, chắc là chợ trong Sài Gòn, là 165.000 một áo rồi. Bây giờ em bán tặng các chị có 109 là nó rẻ được các chị bao nhiêu đúng không? Chị khách nhà em đó, lúc trưa bán áo khoác nhiều ấy, bảo là chị đang mua ở chợ 165.000. Em bán có 109.000 mà y xì, nhìn y xì nhau nhưng mà không biết chất có giống nhau. Không biết chất có được cái hàng đẹp như này không thôi. K28 giùm em nhé, chưa bán K29 đâu bác ơi. Mã này là K28 thôi, 109 nhá. Quần này em còn ít này. Em ơi xem cái quần này có trên kệ không? Có trên móc không? Trên móc ấy. Có trên cái móc không? Cái hàng móc thì nó chỉ có cái móc túi. Quần này này còn một ít. Sale nốt cái quần này đó chị ơi. Quần này em về đợt sau đấy. Quần này em về đợt sau đấy, em bán tặng nốt đó chị nhá. Quần này tôi về đợt sau này.
hủy cái gì thì ngày mai bên em gọi điện cho đơn thì chị báo hủy với em nhé. À con đủ đúng không? Thế không cần móc đây, đưa chị cầm dơ rồi. Cái quần này còn ít mà, sale nốt. Cái này còn ít em sale nốt cho mọi người luôn nhé. Hủy à? Đây, còn 3 màu này. Bò tím trắng này. Mã số trên là K29 nhá. Quần này em bán tặng nốt. Nhanh tay thì được, vẫn đủ size đấy nhưng mà em không bán mã này nữa. K29 giùm em nhá. Tặng nốt các chị luôn quần này, 55.000 thôi. 55.000 một quần mã K29 SMLXL, size to nhất dưới 55 cân. Có chị nào mà nhận được cái quần này nhà em chưa? 55.000 mã K29. Em bán xỉ ra là 70.000 rồi đấy. Em bán xỉ ra cho các chị là 70.000. Đúng không nhỉ? Bán xỉ ra là 70.000 đấy. Bây giờ bán tặng các chị có 55.000 thôi. Nhanh tay cho em nhá. K29 màu bò, màu trắng và màu tím. SML, S là dưới 48, M là dưới 50, L dưới 52 và XL dưới 55 cân cho em. Em xỉ ra là 70.000, em xả lỗ cho các chị 55.000 mã K29. Chất vải cho em nhá. Chị nào lấy K29 thì mình cho K29 giùm em, có 55.000 một cái quần thôi. Yên tâm mà không bao giờ bị phô nhá. Mặc quần vải nhà em còn bị phô nữa thì không mặc cái quần nào không bị phô hết đâu. Màu bò cho em màu trắng và màu tím này. Mình lấy màu nào thì mình chốt cho em là K29 giùm em là có đơn nhá. Mà 55.000 một cái quần thôi. Chốt nhanh giùm em, còn đúng cái mã này là shop cuối cùng. Khi nào mà trận tay cũng không có hàng đâu. Đây đủ size nha em nhá, còn có đúng 3 màu này, 55.000 một cái quần. Cứ lên đúng mã cho em là K29 cho em là được. 55.000 ôi. Hôm nay em đi qua cái gương chị tưởng ai đi vào đây chứ. Ừ, nó nhìn thấy cái gương đấy, cái hình ở đây chị ai. K29 giùm em nhá. 55.000 một cái quần. Thôi dã man. SMLXL, nhanh tay giúp em đi. Hôm nay em bị chập mạch đấy các chị ơi, hôm nay chủ nhật mà, hôm nay chủ nhật mới bán tặng thôi. Bình thường đã bán xỉ ra là 70.000 không lấy điêu. Điêu làm em các chị luôn. K29 không em. Bán xỉ ra là 69.000 đấy. Bây giờ bán có 55.000. Trời đất ơi, đáng nghĩa ra là bán phải bán 59.000 nhưng thôi. Bán là bán tặng luôn. 55.000 thôi mã K29. Bán nào lấy K29 thì mình chốt nhanh hộ em nhá. 55.000 đồng một cái quần đẹp như thế này. Bò trắng tím, ai lấy màu nào mình chốt vẫn đủ size SMXL. Ngày mai còn size gì mình chốt size đấy giùm em nhá. Cho em là màu bò nè, màu trắng nè, màu tím này, quần này em bán rất là nhiều. Bao nhiêu quần rồi đấy? Bây giờ còn ít nữa bán tặng nốt 55.000. K29 giùm em nhá, màu tím thì nhiều. Còn nhiều màu tím. Cái này em còn nhiều màu tím thôi. Những cái màu kia nó không còn mấy đâu. K29 giùm em có 55.000 cái quần, mua về xứng đời. Mua về xứng đời đấy. Em có thật chạy biển chỉ bên trong này. Chạy biển chỉ bên trong như thế này cho em. 55.000 một cái quần thôi. K29 của em là có đơn nhá. Chị nào lấy K29 thì mình chốt hộ em. Đầy đủ size số, xịn sò, mê ly. Đây, màu trắng này hot hit luôn nhá. Yên tâm mà không bao giờ bị phô luôn. Có bộ giấy nhá. Chị nào lấy K29 thì mình chốt K29 giùm em nhá. Bán tặng các chị luôn. Em sợ lắm các chị ơi, bây giờ bán phải bộ giấy em ngại bán hàng hãng lắm. Bây giờ còn một ít bộ giấy nữa em bán tặng nốt các chị nhá. Hôm qua là em bán 89 thì là em xin lỗi các chị, tại vì hôm nay em sợ thị trường nó đang kiểu là nó đi tìm hàng hãng nhiều lắm ấy. Điều tra là đi bắt hàng hãng nhiều lắm nên là hôm nay em còn mấy bộ giấy nên em bán tặng nốt đi. Thật sự luôn cái giá hôm nay là em bán tặng nốt các chị nhá. Nên là các chị thông cảm cho em, nếu mà hôm qua chị nào mà mua được cái giá cao hơn thì lần sau em bù nhá. Tại vì em sợ lắm luôn đấy. Có mỗi hôm em lại lo tại vì nhà mình dính hàng hãng cái là một cái hãng là nó bắt 10 đến 15 triệu đấy các chị, mặc dù không biết là có bán hay không. Nhưng mà miễn trong kho nhà mình hay trong cửa hàng của mình ấy, cửa hàng thì nó ít kiểm tra hơn là kho. Em sợ cực kỳ nên là tôi thì nó còn mấy bộ em bán tặng nữa các chị nhá. Giảm giá cho mọi người luôn đi. K29 giùm em này, không bán nữa sợ lắm. Màu tím này, màu bò, màu trắng này, chị nào lấy K29 thì mình cho K29 giùm em nhá. Bán tặng luôn cho các chị luôn. Đấy, bán tặng luôn cho các chị với giá là 55.000 một cái thôi. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân đấy. Bác nào lấy K29 thì mình cho K29 giùm em nhá. Đầy đủ size luôn giúp em nhá, màu bò hết rồi đấy. Bây giờ còn tím thôi. Bác nào ngày mai hết màu nào thì lấy màu tím cho em nhá. Không còn màu khác thì lấy màu tím cho em, ủng hộ màu tím cho em nhá mọi người. K29 của em là có đơn nhá, 55.000 một quần này. Ok, qua mẫu luôn cho mọi người này. Đây nào, để tí nữa chị mặc cái quần sóc bò chị mặc cái này. Lên áo này cho em nhá. Lên áo này các chị ơi. Anh em hôm trước bán 140. Ôi, lỗ đau lỗ đớn. Còn bao nhiêu cơ? Mấy chục cái này. 20 cái rồi. Ít thế. Nào các chị ơi, K30. Áo baby bôn hot hit mã K30 cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em mã K30. Chị nào lấy K30 thì mình chốt K30 cho em này.
K30 trên là có đơn nhá. Chắc là em mà còn. Còn nhiều em. Màu xanh là nhiều. Ô mai hôm nay mình mặc đúng được cái màu xanh nhiều. K30 em bán tặng nữa các chị đi. 99.000 mà K30. K30 giùm em nhá, 99.000, 62 cân đổ về này. K30 màu xanh. K30 màu hồng. K30 màu kem. 99.000 mà K30, chưa có khóc zin chị ạ. Khóc zin nó đang đắt quá, đắt lắm. 200 mấy một cái đó, chị có đồng ý mua không? K30 giùm em màu xanh này, để bị hàng tổng nó không có về được. Em đang buồn nẫu cả ruột đây. Trở thành một con nợ chỉ xong một đêm các chị vì tội đặt hàng. Nó dính vào đợt dịch luôn. Không biết lúc nào hàng mới được trả về. Cổ tân em. K30 các chị ơi. Trở thành một con nợ xong một đêm đấy. K30 giùm em nhóc xanh. 22 tuổi không có gì ngoài tiền số nợ thôi các chị. À thế á, mà nào báo hết. Đâu đang còn mà, nên đang còn nhiều. K30 giùm em. Màu xanh, màu kem, màu hồng. Nên các chị mua ủng hộ cho em đi. Thương em thì mua ủng hộ cho em thoát nợ nhá mọi người. K30 giúp em 99.000. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em này. Sẽ có màu xanh, màu kem, màu hồng. Có mỗi cái chân váy đang mặc thôi. Chân váy em có mỗi cái chân váy đang mặc thôi nhá. Chị nào lên K30 thì mình chốt K30 giùm em nhá. Hàng này hôm trước bán 140 đấy, bây giờ xả lỗ rồi, các chị có 99.000 thôi. Mọi người chốt luôn cho em nhá. Đẹp mà, cái áo này vải Volga chất đẹp. Chất cực kỳ là đẹp luôn cho em. K30 màu xanh này, màu kem này, màu hồng này. Đấy, chị nào lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy nhá. Chị thích nhất là màu xanh nhỉ? Màu xanh năm nay có hot mà. Năm nay em thấy nhiều màu kiểu có thêm màu xanh nhá. Tại vì màu xanh nó lạ lạ, nó không giống như những cái màu trước. Màu nào xinh. Ô hết hồng rồi còn gì em. Này có một cái hồng thôi, có những một cái hồng cơ. À hai cái hồng. K30 bây giờ còn be nhá, còn be và xanh. Còn màu be và còn màu xanh thôi. Áo này chị mua màu hồng rồi à. K30 em còn màu hồng, còn màu be và màu xanh nhá. Dáng baby doll xinh lắm. 99.000 mà K30 bây giờ còn màu be. Màu be và màu xanh. Chị nào lấy K30 thì mình cho K30 giùm em nhá. Đây có bộ giá em còn ít, em lên nốt nhá, tặng nốt các chị đi. K30. Chị nào lấy K30 thì mình cho K30 giùm em nhá. Xinh lắm, sơ vin cũng được. Mã này sơ vin thì nó hơi cồng kềnh, mặc buông ấy, cái này mặc buông, bầu ý con trai nó tốt mà K30. Chị nào lấy K30 thì mình chốt cho em nhá. Đấy em cứ cầm cái đấy đi. Cái này đang còn hàng thì thôi không cần này cái. Đấy chị bộ giấy đi. Bộ này bán tặng luôn đi. Em lo lắm. Đây là các chị ơi, chốt luôn cho em bộ này đi. Cái đấy set đấy á. K31 cho em nhá. Ơ, đã lên bộ giấy đâu mà chốt K31 rồi. Bộ giấy đi, bán tặng nốt đi. Vui vẻ có thưởng này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhá. K31, 79.000 đi. Tặng nốt 79.000 cho em nhá. Suýt nó nhỏ thôi. Chị em mình biết thôi nhá. Nói giá một lần thôi, không cần nói lần hai đâu. K31 giùm em, nhanh tay giúp em đi. Xinh chưa? Trời đất ơi. Ai bán cái giá gọi là giá như thế này. Trời ơi. Mua ủng hộ em đi. Mã K31 giùm em nhá các chị. Thương em thì mua ủng hộ em đi. K31 giùm em, 60 cân đổ về vô tư này. Áo đẹp chưa? Em kết mỗi cái áo, không hiểu sao nhưng em thích mỗi cái áo. K31 giùm em. K31 giùm em nhá. K31 giùm em là có đơn. Nhanh tay đó chị ơi, mã K31 nha. Chốt nào lấy K31 thì mình chốt K31 giùm em. Chị Hoàng Thanh một cái K31 này. Em Quỳnh một cái K31 này. Xinh lắm ý. Ok, chị Ruby dâu tây một cái này. Chị Nghi Đình một cái này. Một bộ này, quên một bộ chứ. Một bộ là đọc một cái. Chị Nhân Lê một cái này. Chị Trương Ellie một cái luôn cho em này. K31 giùm em nhá. 79.000. Nhanh tay, cái này em đang khẻ nhá. Tại anh không, ngày mai chị hôm qua chị nào mua lại sợ. Ok, chị Nga tiếp một bộ này. Chị nào lấy K31 thì mình chốt cho em nhá. Trời đất ơi, đẹp cực kỳ. Đẹp dụng tim luôn nha các chị ơi. Hôm nay vừa là chủ nhật vừa được mua giá rẻ này. Thứ hai là em bán tặng các chị luôn mã này luôn. Nhìn cái quần này, yêu chưa? Nhớ là ngày mai để ý nhà máy giúp em là yêu thương em nữa nhá. Chị Lương Nguyễn K31 cho em này. K31 màu vàng, ok chị Trương Ellie. Cái này có đúng một màu vàng thôi, còn đúng màu vàng thôi. Chị nào lấy K31 thì mình chốt cho em nhá. Bộ giấy lấy nốt ở đây cho chị thì. Bạn nào lấy K31 thì mình chốt dùm em. 79.000 này. Xinh cực kỳ là xinh luôn. Ai lấy K31 thì mình cho K31 dùm em nhá. Đẹp chưa? Hôm nay xả lỗi rồi các chị đã lấy hết rồi đây. Còn mấy bộ đấy nốt. K31 dùm em là có đơn nhé. Ok, chị Bảo Thư một cái, chị ấy một cái này. Ok. Hai cái chân cá nó đôi xứng nhau như thế này mới chết chứ. K31 dùm em. Mặt em là mặt chai lì á, ít khi trứng cá nó mỏng lên mà nó có trứng cá nó mới sợ.
Này các chị, 79.000 các chị, K31 cho em. Còn cái bộ này không anh? Ông cho này cái màn hình. Em rồi. K31. Chỉ sau một đêm mụn đã lên. Cái này bỏ từ bóng kính cũng được. Bây giờ thay cái bóng kính. Ghét cái bán cái bộ giấy nhiều khi á. Các chị nhìn ở hàng giấy nó toàn bị ấy. K32 cho em nhé. Bộ màu cam. K32 nhanh tay các chị. Không bán nữa đâu. Bây giờ về lần này nó không bán lại nữa đâu nhé. K32 giúp em. Nhanh tay em sợ lắm. K32 các chị ơi. Xả lỗ được các chị luôn này. 79.000. Ôi dồi ôi, cái màu cam kẻ sọc. Như thế này mà không lấy là chịu thua rồi. K32 cho em nhé. Nhanh tay nhanh tay. Có ít thôi. Chị nào lấy K32? Áo ngực á. Áo ngực đã là áo ngực giá liễu bây giờ 75.000 cơ. K32 dùm em nhé mọi người. Bây giờ phải 75.000 mới bán được các chị ơi. Cuốc cao lên 5.000 rồi. Hôm trước bán 69.000 là em thấy quá mèo. Nhưng bây giờ phải 75.000. Sợ các chị lại bảo em ơi tăng giá à, khổ em. Nên là ngại em bán ngại cục. K32 dùm em nhé. Màu cam này. Thêu. Sọc đối xứng sọc luôn. Được chưa? Chị nào lấy K32 thì mình chốt hộ em nhé. Chắc đẹp miễn bàn. Đẹp ơi là đẹp luôn. K32 mưa rồi. K32 dùm em nhá. K32 chị Lý Nhung một bộ. À quên, chị Lý Nhung là K31. Chị Nga Tuyết 32, chị Hiền Nguyễn 32. Ok. Chị nào lấy 32 thì mình cho 32 hộ em nhá. K32 dùm em là có đơn. Sang xịn mịn và đẹp luôn. Bạn nào lấy K32 thì mình chốt hộ em nhá. Có 79.000 một bộ cho rẻ thật sự luôn các chị ơi. Rẻ thật sự luôn ấy. Em nói thật, mặc ở nhà cũng được, chất đẹp nhá. Không phải chất xấu đâu, cái này chất xấu cứ quay lại trả luôn cho em, không cần nói nhiều. Chất xấu thì là sao không mua nhà em nữa đúng không? Nhiều chị là bây giờ toàn là khách quen mà. Khách quen mình muốn mua lần đầu, mình muốn mua nữa mà đúng không? À nhưng hàng em đẹp, thế thì em sẽ về lại nhá. Kéo ngược lá liễu đấy em sẽ về lại cho mọi người. Tại vì là bây giờ phải bán 75.000. Bên kia nó thông báo tắc pin ấy, các thứ. K32 dùm em. 79.000 một bộ mà K32. Chị nào lấy K32 thì mình chốt hộ em nhá. 79.000. Đây em ơi, còn một cái màu xanh này. K32. Chị nào lấy K32 thì mình chốt K32 dùm em nhá. Đẹp lắm. Chất mềm. Mềm đẹp cực kỳ luôn. Bác nào lấy K32 thì mình chốt hộ em nhá. Sang xịn mịn và đẹp luôn nhá. 79.000 mã K32. Ai lấy K32 thì mình chốt hộ em nhá. Màu tím này. Màu này có mấy bộ thôi? Có 4 bộ. Màu này có 4 bộ của em thôi này. Mã số ôn. Bộ đáp màu vàng. Bộ đáp màu vàng có 3 bộ này, K33 cho em nhé, 60 cân đổ về. 79.000 mã K33, bộ đáp vàng nha các chị. K33 dùm em nhé, 79.000. Ai lấy K33 thì mình cho K33 dùm em. 79.000 đồng, bộ đáp màu vàng. Đẹp chưa? K33 cho em nhé. K33, chị nào lấy K33 thì mình chốt hộ em nhé. Mê chưa? Màu vàng có 3 bộ thôi. Bác nào lấy thì mình chốt luôn đây. Có 3 bộ thôi nha. K33 giúp em là được. Có 3 bộ màu vàng. Đẹp lắm. Chất mềm. Mềm đẹp vô cùng luôn. Mã K33 nhé. Có 3 bộ. K33 giùm em nhá. Có ít thôi á. Xét thì mặc cái chi? Mặc cái xét nhiều ấy. Hầm. Có màu xét mặc á. Ông bị hầm. K34 dùm em các chị ơi. 79.000 màu tím này mà K34. Tưởng nó mặc cái gì. K34 dùm em nhá. 79.000 mã K34. Mặc váy len cho nó không được. Chị nào lấy K34 thì mình chốt hộ em bộ màu tím này. K34. Chị nào lấy K34 thì mình chốt K34 giùm em nhá. Không em không còn nhiều. K34 giúp em. 79.000 đồng mã K34. Ai lấy K34 thì chốt luôn cho em màu tím này. Eo ơi dã man, đẹp như thế này. Xịn sò như thế này mà có 79.000 mã K34 giùm em. Ai lấy K34 thì mình chốt hộ em nhá. 79.000. Ôi. Rất đẹp cực kỳ đấy chị ơi, theo logo này. Các chị ông lấy thì em cũng đóng hết cho khách mà. Không lấy thì cái này em cũng đóng hết cho khách luôn ấy. Mã K34 thì mềm nhá, 79.000.
Ai lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn giúp em. K34 này, K34 dùm em nhá, 79.000 đồng mã K34. Lên đúng mã cho là có đơn. Form dáng dễ mặc cực kỳ nhá, áo mình có thể mặc rời, quần mình cũng có thể mặc rời luôn cho em, mà có giá là 79.000 thôi. Mã K34, chị nào lấy K34 thì mình chốt K34 cho em nhá. Có một này, rẻ mặc cực kỳ luôn đấy, 79.000 mã K34 nhá. Ai lấy K34 thì mình chốt K34 dùm em, 79.000. Chất mềm, mềm đẹp cực kỳ á, mua lần một là sẽ lên nhụy nghiện luôn. K34 dùm em nhá, 79.000. Ai lấy K34 thì mình chốt hộ em là có đơn nhá, có mấy bộ thôi đấy. Nên bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em nhá. Lên áo này, áo này về còn chưa bán bao giờ. Vâng, ok chị. Áo này lên cho em, mã này là K35. Xinh lắm, áo này rất là xinh, xinh cực kỳ luôn cho em nhá. Còn áo khoác nữa không bạn? Vải mịn, mát nha bạn. Nhà em chẳng có cái vải nào là nóng hết. K35 dùm em là áo này, 115.000 nhá. K35 màu vàng, K35 màu tím, K35 màu trắng, với giá là 115.000. Chị nào lấy K35 màu nào mình chốt hộ em nhá, 115. Cái này các chị có dưới 55 cân đổ về cho em vô tư. Mà K35 màu vàng, 55-56 cân đổ về vô tư nhá. Màu trắng và màu tím. Đây, chị nào lấy K35 màu nào mình chốt hộ em nhá. Màu nào lên rất là sang, sang, mềm, đẹp cực kỳ luôn. Mã K35, 115.000 màu nào nhá. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Sau đây chúng kiêm lấy hết bộ giấy lên đây cho chị nhá. Để dẫn xả luôn nhá. K35 dùm em này, sẽ có màu vàng, K35 màu trắng, K35 màu tím cho em nhá, với giá là 115.000. Ai lấy K35 màu nào mình chốt hộ em, tay bo chun này, dáng dễ mặc cực kỳ luôn cho em nhá. Đấy, cứ lên đúng mã cho là K35 giúp em là được. Tặng luôn các chị với giá là 115.000 một áo K35. Bây giờ các chị muốn lấy cái gì nhá? Chị nào lấy K35 thì mình chốt K35 dùm em nhá, 115.000. Cứ lên đúng mã cho là có đơn. K35 dùm em nhá, 115. Cái màu hồng này cũng còn ít này, màu hồng này còn có 3 bộ thôi, 3 bộ luôn cho em nhá. Mã số trên là K36, K36 dùm em nhá, còn đúng 3 bộ, 79.000 nốt này, K36. Ai lấy K36 thì mình cho K36 dùm em. Còn màu trắng em, không có màu trắng à? K36 nhá mọi người, sơ mi kẻ em có lên rồi đấy, K36. Ai lấy K36 thì mình cho K36, có 3 bộ thôi. Cái này ô, có 2 bộ đấy. À đâu, 3 bộ. K36 dùm em nhá, màu hồng. K36 màu hồng, chị nào lấy 36 thì chốt 36. K36 dùm em nhá. Sang áo len mông tơ ghi này. Áo này rất là sang, xịn mịn và đẹp luôn. Áo này đi lên luôn cho em, áo này là K37 cho em nhé mọi người. Áo tay lỡ cho em nhé, lên mông tơ ghi, K37 này, xinh nhá. Đằng sau có cái chữ cho em nhé, K37. K37 màu đỏ, K37 màu đen, K37 màu xanh. Chị nào lấy K37 thì cho K37 cho em nhé. Bán tặng các chị luôn, mã này với giá là 59.000 một áo, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em mô tư nhé, mã K37. Chị nào lấy K37 thì mình chốt cho em nhé, đằng sau theo chữ này, với giá là 59.000 nhé. Ai lấy K37 thì mình chốt K37 dùm em, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư, với giá tặng các chị luôn là 59.000. Chất lên là len mông tơ ghi. Ai lấy K37 thì mình chốt hộ em nhé, 59.000. K37 và kèm số điện thoại dùm em. Sẽ có màu xanh, màu xanh này, màu đen này, màu đỏ này, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư. Chị nào lấy K37 thì mình chốt hộ em nhé, 59.000. Đằng sau có theo chữ này, đằng sau có theo chữ luôn cho em nhé, có 59.000 thôi, K37. Chị nào lấy K37 thì mình chốt hộ em nhé, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư này. Cứ lên đúng mã cho em là K37 giúp em là được nhé, 59.000 một áo. Màu nào cũng xinh đó chị ơi, tay lỡ dễ mặc cực kỳ luôn. Màu đen cho em nhá, màu đen, màu đỏ, màu xanh. Ai lấy màu nào thì mình chốt màu đấy giùm em. Toàn hàng liên cục như thế này thôi, K37 của em là được, 59.000 nhá. Vừa bán vừa tặng này, toàn hàng nằm trong cục như thế này, 59.000 K37. Ok chị, 1.000 năm đen.
5 đen 5 đỏ đúng không? Ok bác, 5 đen 5 đỏ luôn. 337 thì mình là có đơn. Có 59.000 một áo thôi, xuất sắc. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em. Đen đỏ này, đen đỏ nhé mọi người, đen đỏ xanh, mã K37, 59.000. Ai lấy K37 màu nào, sơ vin cũng được, thả buông cũng được. Sơ vin cũng được, thả buông cũng được cho em nhé. Có 59.000 thôi. Bác nào lấy K37 thì mình chốt hộ em nhé, xuất sắc chưa? 59.000 một áo mã K37. Trời ớt ơi, đẹp rụng rời. Theo có hình con thỏ này, màu đỏ cho em, màu đen này và màu xanh, ba màu đẹp nhất. Chị nào lấy K37 thì mình chốt hộ em nhé. 59.000 K37. Ai lấy K37 thì mình chốt hộ em. 40 cân đổ lên, 60 gọi là 60-65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Con 59.000 một áo thôi ấy, chất len mềm, mềm cực kỳ luôn cho em. Mà kiểu thời tiết nó se lạnh ấy, các chị mặc con này rất là sướng luôn. K37 giùm em nhá, 59.000 một áo mà K37. Chị nào lấy K37 màu nào mình chốt, đỏ và xanh này. Đỏ, xanh, đen, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng rất là sang, mặc lên tươi tắn con người. Ai lấy K37 thì mình chốt hộ em nhá, cho chị gáo lên đắt đó. Đỏ, đen và xanh. Ai lấy K37 thì mình chốt K37 giùm em nhá. 59.000. 59.000 giùm em mã K37. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư cho em mã này. K37 cho em nhá. Đen nè, đỏ nè, xanh nè. Đấy, ai lấy K37 thì mình chốt hộ em nhá. Lên đắt em còn cần từng đây thôi. Lên đắt em còn đúng mã này. Bác nào lấy K37 thì mình chốt hộ em nhá. Qua mã luôn này. 37 giùm em nhá, 59.000 thôi. Không ai nghĩ là bán cái này 59.000 nữa các chị đâu. Chất len rất là mềm, mềm cực kỳ luôn. Đây, áo này có hai màu cho em. Áo này sẽ có hai màu, chắc áo này các chị cũng biết rồi đúng không? Áo này có ít thôi, không có nhiều các chị ạ. Ôi dồi ôi, cái áo này, wow. Áo con voi K38 nhá mọi người. Áo hàng cao cấp, 165.000 mã K38. Chị nào lấy K38 mình chốt hộ em nhá. Hàng siêu cấp VIP 165. Có màu kem và màu kem và màu trắng. Không ơi chị nốt cái bộ giấy đi. Xem còn mấy mã nốt đây. K38 giùm em nhá, 165. Có màu kem và màu trắng. Chị nào lấy màu nào mình chốt hộ em giùm em. Ôi, con voi. Chú voi con ở miền Nam. Mấy chị ơi, màu kem này. K38 giùm em, hàng cao cấp ấy. Chị nào mà mua hàng cao cấp thì chốt luôn con này cho em nhá. Sang xịn mịn là đẹp. Ôi, nhìn này. Em ơi, hình con voi, mã K38 cho em màu trắng. Em đang mặc màu trắng, đây là màu kem. 165, hàng đẹp. Nhìn cái mát cho em là sướng đời rồi. Này, mẫu này yên tâm là độc nha. Mua ở ngoài không có đâu. Yên tâm với chị là lác đác một vài người bán, mà chưa chắc là bán cái giá của em. Tại vì em bán hàng cho các chị và hàng bình thường quen rồi, nên là lợi nhuận rất là ít. Chỉ lãi được các chị 5.000 đến 10.000 kéo này thôi. Nhưng chỗ khác người ta bán hàng đắt quen rồi ấy, chắc chắn người ta bán cao hơn em là cái chuyện bình thường. K38 nhá, giá thị trường nói chung là sẽ cao hơn giá em đang bán cho mọi người. Cứ yên tâm đi tham khảo giá cho em. K38 giùm em 165. Trời ơi, nói chung là nó đẳng cấp. Cái này chị nào mà kiểu cảm giác mà đi làm công sở muốn mặc đồ độc nhưng vẫn đẹp, mặc luôn con này cho em. 165.000 mã K38. Có màu kem và màu trắng. Chị nào lấy K38 màu nào mình chốt hộ em nhá. 165. 165 mã K38. Ai lấy K38 thì mình chốt K38 hùm em nhá. 165.000. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư. Thông hơi đấy. Đằng sau là thông hơi cho em này. Bao giờ có áo len thông hơi cho mọi người? Chưa có đúng không? Ít chị... Áo len thông hơi cho em nhá, mã K38. Chị nào lấy K38 thì mình chốt K38 giùm em. Có 165 một áo thôi. Cứ lên đúng mã cho em là có đơn nhá. Lông tôm à. Đây em bỏ cái từ bóng kính cho khách. Cái này có logo mấy mọi người ơi. Bộ này các chị lên cho em mã này là K39 nhá. Mỗi màu em còn một bộ nhá, 79.000 mã K39. K39 giùm em 79.000 này, đẹp chưa? Chị nào lấy K39 thì mình chốt theo chữ này. K39 nhá, 79.000. Ai lấy K39 thì mình chốt K39 giùm em 79k nhá. Có màu vàng. Cái này sẽ có màu trắng, màu và màu vàng, có hai màu. Chị nào lấy K39 mình chốt hộ em nhé, 79.000. Có màu trắng và màu vàng. Trắng và vàng cho em nhé, K39. 79.000 một bộ thôi. K39 giúp em có trắng và có vàng này. Chị nào lấy K39 thì mình chốt hộ em K39 nhá. Bộ này còn mấy bộ luôn. K40. Cho chị ít áo len nhá, K40.
Chị nào lấy K40 thì mình chốt hộ em có màu vàng và màu màu vàng và màu trắng mà K40. Bác nào lấy K40 thì mình chốt K40 hộ em. K40 dùm em nhá. 79.000 mã K40. Đẹp cực kỳ. Ai lấy K40 thì mình chốt K40 dùm em nhá. 79k. 79.000 mã K40 dùm em là được. Màu vàng và màu trắng này. Ai lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy nhá. K40 giúp em là có đơn, chất đẹp lắm. Chất đẹp cực kỳ luôn đấy. Bác nào lấy K40 thì mình chốt hộ em nhá. Ok, hai vàng cho chị Nguyệt luôn này. Và một bộ màu trắng, mã K40. Cho chị cái quần sóc ở trên giường với Thủy. Cái quần sóc bò đấy. Đây cái áo này. Áo này em còn 3 cái. Nam, à, nam đấy chị nhá, K41. Chị nào lấy K41 kéo không cao cấp em phân cho. Cái áo không cao cấp phân cho. K41 dùm em nhá. Cái này. Ừ, cái áo đấy. K41, chị nào lấy K41 mình chốt cho em này, 40.000 đi. Phong lên em có rồi. K41 nhá. Chị nào lấy K41 mình chốt cho em có 3 cái thôi à. 40.000 đi. K41 40.000. Đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy K41 thì mình cho K41 hộ em nhá. Có 3 cái. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết. 40.000 mã K41. Ai lấy K41 thì mình chốt hộ em nhá. 40.000. Cái này có 3 cái thôi nên các bác chốt nhanh luôn cho em nhá. K41. Chị nào lấy K41 thì mình cho K41 dùm em nhá. 40.000. K41 cho chị người hết đi. Lên cái áo này cho em này. Đẹp lắm. Hôm nay em có một cái em mặc rồi. Rồi mã này đi lên luôn cho em, mã này là K42. Có màu trắng và màu hồng. Hàng siêu cấp VIP nhá. 40 cân đổ lên, 60 65 cân đổ về cho em mã K42 này. Đẹp lắm. Hàng đẹp đấy. Đây. K42 giùm em nhá. 100 K42. 95.000 mã K42 cho chị cái dây sào lại đây. 40 cân đổ lên, 60 65 cân đổ về cho em nhá. K42. 95.000 áo hàng cao cấp. Ôi giời. Đá đấy. Con áo này yên tâm bỏ máy giặt được. Yên tâm bỏ máy giặt vô tư cho em nhá. Chị lấy này. K42 dùm em là có đơn nhá. Em nhấc cái này đi. Cái này không cần thì cho ra ngoài cho nó rộng. Ừ. Chị nào lấy K42 áo em mặc thì chốt. 95.000 hàng đẹp 3D thông hơi. Hàng này là hàng thông hơi. K42 dùm em, sang chưa? 95.000 đồng mặc K42 nhá. Đấy, bác nào lấy K42 thì mình chốt cho em. 95.000 đồng, sang chưa? Đá này, thông hơi mặc sướng đúng không? Các chị nhận được áo này chưa? K42 dùm em nhá. Hai màu. Màu hồng và màu trắng. Bác nào lấy K42 thì mình chốt hộ em với giá là 95.000, đẹp cực kỳ. K42 áo đá cho em này. VIP chưa? 65-70 cân vô tư nhá. Thôi 65 cân đi, 65 cân để về trên này. Sang chưa? Có 95.000 một cái áo này thôi. Ra ngoài shop mua 150 cho em nhá. Mềm lắm, em có cái áo này em mặc sướng. Bỏ máy giặt được cái là nó không bao giờ nó bị bong đá. Đẹp cực kỳ luôn, K42. Chị nào lấy K42 thì mình chốt hộ em nhá. Giá mặc lên ngon lành cành đào luôn. Ai lấy K42 thì mình chốt K42 dùm em. Có giá là 95.000. Cái này hàng đắt nha mọi người. Cái này hàng đắt đấy, không phải hàng rẻ đâu. Hàng cao cấp, hàng thông hơi. Chị nào lấy K42 thì mình chốt K42 dùm em nhá. Đấy là chị hàng thông hơi đá này. Chất mềm cực kỳ luôn cho em nhá. 95.000 một áo. Mềm, có giặt mấy năm cũng không bao giờ bị phao luôn. K42 dùm em là có đơn nhá. 95.000. Cái nào mà lông côm K41 hả chị? K40 á? 40 là cái gì? Thế bây giờ em ngồi em viết, bây giờ em hỏi chị. Em bảo K41, K40 là gì? K41, 3 cái nha chị, 10 con. Áo hàng Gucci này, mua shop khác 240 một áo đó. 240 á chị? 240 một áo này á, dã man. K42 dùm em, quần em mặc không có. K42 nhá.
Chị nào lấy K42 thì mình chốt K42 dùm em. K42 dùm em là có đơn nhá. 95.000. Trời ơi, em nói thật bỏ máy giặt vô tư. Con ong này là đá đấy. Đá đấm cho em này. Đá, nhìn các hạt đá. Em nói thật, cái đá hàng Quảng Châu nhá. Các chị dù mình cố ý ấy, mình cạo thật mạnh thì nó mới ra, chứ mà mình bỏ máy giặt các thứ không được gì hết. Em bỏ máy giặt rồi, vứt một phát từ đây bỏ máy giặt luôn, từ chỗ kia bỏ máy giặt luôn đấy. K42 dùm em nhé, 95.000 mặc K42, hai màu trắng và hồng. Ai lấy K42 thì mình chốt cho em nhé, 95.000, mê, rất đẹp, hàng đẹp, không hơi, mặc mát, mặc sướng. Chị nào lấy K42 thì mình chốt K42 của em, 95.000 này, 95.000 mặc K42 nhé. Cứ lên đúng mã này trên là K42, với em là đường 95.000 đồng. Mặc thích cực kỳ, không thích thì cho trả lại, không thích thì em cho trả lại luôn mà. Chất này mà không mát thì không chất nào mát cả. À thông thôi, hàng vip đấy. Chị nào lấy K42 thì mình chốt cho em nhá, 95.000 đồng một áo. Đẹp cực kỳ, đẹp dã man, đẹp metafe, con ong đá luôn. Kinh khủng chưa? K42 rồi em là có đơn nhá, 95.000. Bác nào lấy K42 thì mình chốt hộ em, 95.000 đồng mặc K42, 95.000. À mai có đồ đi tập ở đây các chị, mai có quần nhá, mai có quần đi tập ở đây, mai em sẽ về nha. Em có về quần định hình đấy. Nghe thấy chưa? Đây. Sao em mã này. Ê, có mấy cái túi đây. Quần bên này. K43 dùm em nhá. Mai áo bờ ra em mặc cũng có đấy, nhưng mà không biết có loại này hay không, hay là loại ngắn hơn, loại đến đây. K43 dùm em nhá, 95.000 K43, thông hơi luôn. Ôi giời, mát, mát cực kỳ luôn á. Nè, K43 dùm em, có xanh và có be, xanh và be đen nhá, 95.000. 65 cân đổ về cho em mã K43, 95.000 đồng. Hai màu, chị nào lấy màu nào mình chốt em màu đấy nhá, 95.000. Màu xanh và màu hồng, màu xanh và màu kem. Ôi giời, em nói thật các chị nó sướng, hàng thông hơi mà, mặc mát, dã man luôn đấy. Này, màu xanh và màu kem lên nhá. Ui, đơn giản nhẹ nhàng mặc ở nhà như này thôi. Chị nào lấy K43 thì mình chốt hộ em nhá, K43 dùm em là có đơn, 95.000 mã K43. Này, cho chị cái mã, mã áo len mông là mà còn một cục hai cục á. Chắc ở đây chị cũng tặng K43 dùm em nhá. Có màu không? Còn em mặc mua K43 dùm em mua. Thích cái quần này 22 mua ngoài chợ. Sao quần này 190 cơ, nên là thỉnh thoảng mua cái hay để mặc, nên là hàng đắt em đâu có mua. Sợ các chị bảo em bán hàng đắt em đâu có mua đâu. K43 dùm em nhá, áo chị mặc là mã K43, áo em mặc là K43 cho em, 95.000 đồng. K43 dùm em là có đơn nhá, 95.000 một áo này, thêu đính đá mềm mát thông hơi mà, hàng thông hơi mà các chị, chất này kinh khủng khiếp chưa. Đấy, chị nào lấy K43 thì mình chốt K43 hộ em nhá, với giá tặng các chị luôn là 95.000. Đẹp lắm, mềm mát, mát như mặc như tắm ấy mọi người, mặc như tắm ấy, cảm giác đạt đến cái đỉnh là mặc như tắm luôn. K43 dùm em nhá, 95.000. Chị nào lấy K43 màu nào mình chốt em đá đấy, kim sao hồn lộn này. K43 dùm em có đơn nhá, 95.000. Còn em mặc đẹp à, em mua 190 ngoài chợ đấy, mua gọi là năm nỉ mãi nó mới bán một cái, nó toàn bảo bắt bán một gì rồi mà, nó toàn bắt mua một gì không. Có năn nỉ hay lấy mà, chỗ hay lấy hay là được một cái size M về mặc, 190 vô đắt lắm. Em thấy nó 22 rồi em lấy, em mua em mặc thôi, đắt như này nhiều khi em không lấy về bán cho các chị đâu. K43 dùm em nhá mọi người, được, đổi được cho em, miễn là chưa chốt đơn là được, chưa chốt đơn thì ngày mai đổi trả cho em được nhá. Mã K43, chị nào lấy K43 mình chốt cho em nhá, có màu trắng, quên, màu be và màu xanh, em thấy hình nào cũng đẹp mà, chất mát, hàng thông hơi, đều là hàng thông hơi hết. Chị nào lấy K43 thì mình chốt cho em nhá. Này, nhìn cái chất này. Đây, thông hơi. Thông hơi đầy đủ xịn sò cho em như thế này. Chất này, không cần suy nghĩ ở chất bên trong đâu. Trong, gọi là trong nó còn đẹp hơn á. Trong như một cái chất vải này luôn mà. Mềm,
Không mát em cho trả lại luôn nha các chị. K43 luôn giúp em, mềm lắm. Mềm cực kỳ là mềm luôn. Ai lấy K43 thì mình cho K43 giùm em nhé. À, Thùy ơi, lấy cho chị cái áo này ở trên kệ đi. Đây cái áo mà hồng cây Thùy ở sau đấy. Cái áo hồng đấy. Cái này có một phẩm rồi. Áo đá cho em này. Mã số cho em là K44 nhé. Áo đá, áo len đá 59.000 mã K44 áo đá. Chị nào lấy áo đá thì mình chốt K44 cho em nhé. 59.000. Bộ Gucci sau lên rồi. K44 áo len đá này 59.000. Chất đẹp chưa? 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhé. Mã K44. Ai lấy K44 thì mình chốt hộ em nhé. 59.000 áo này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Bác nào lấy K44 thì mình chốt hộ em nhé. Đây, nhìn cái tay áo cho em, tay lỡ nhé. Cái này tay lỡ đấy. Mặc lên rất là đẹp luôn, vải nó là vải mềm. Cái vải này len cừu cho em nhé. K44 giùm em 59.000. Co giãn tuyệt đối. K44, chị nào lấy K44 thì mình chốt K44 giùm em nhé. 59.000 một áo thôi. Chất co giãn cực kỳ, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư này. À đấy, K44 thì mình chốt cho em nhé. Đá cực kỳ form. 59.000 một áo thôi. Chị nào lấy K44 thì mình chốt hộ em nhé. 59.000. Đẹp chưa? Mặc lên rất là gọn người. Cái này 40 cân đổ lên, 60 cân đổ 40 cân đổ lên cho em nhé. 60 cân đổ về cho em vô tư là được. Kéo nơ đấy thì cần gì lên chị. Áo khoác sau là 95.000. Chị nào lấy K44 thì mình cho K44 giùm em nhé. Áo khoác sau. Áo khoác sau em lên lại cho mọi người luôn nhé. Cho chị cái mã áo K8. Chị nào thích cái này bình luận là mã này là bao nhiêu? K44 đúng không? Em mới đọc là K44 đúng không? 59.000 này. K44 giùm em là có đơn nhé. 59.000 đồng. Đúng rồi. Bác nào lấy K44 thì cho K44 giùm em nhé. 59.000 đồng. Đây áo khoác gió này 95.000. Chắc áo này của Nam ấy chứ nhở? Ừ, áo này của Nam. Áo này của Nam các chị ạ. Áo khoác của Nam. Ok, mã K8 nhá. Áo này là K8. Áo Chanel túi ngọc tay bồng. Không chị ạ, áo đấy em hết rồi. K8 giùm em. K8 nhá. Chị nào lấy K8 thì mình cho K8 giùm em. Áo của Nam. Size to nhất là các anh dưới 75-80 cân đổ về cho em nhé. K8. Đây, áo của Nam 95.000. Hàng Kalifa nhé, thông hơi. Như ảnh luôn cho em này. Cái áo của nó trong túi nhé. Như ảnh luôn, trong túi. Đấy. Nó là y xì cái trong túi cho em như thế. Đó, hàng Kalifa. Size M, size L và size XL. K8 này sẽ có màu xanh này. K8 có màu rêu. K8 có màu xám nhạt. Màu xám đây. Màu xám nhạt đây. Màu xám nhạt cho em này. Màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc nhá. Tạm gọi là màu xanh ngọc. Quần em mặc không có. Áo nắng. Và cái này là áo gió thông hơi. Màu xanh ngọc cho em này. Màu xanh ngọc cho em nhá. 95.000 một cái áo của Nam. Đây. Màu than. Và màu đen. Yên tâm áo này giặt được, giặt thoải mái luôn cho em nhé. Mã số cho em là K8. Chị nào lấy K8 thì mình chốt K8 giùm em nhé. 95.000 một cái. K8 giùm em nhé, 95.000. Chị nào chốt rồi thì không cần chốt lại đâu. Có chốt lại nữa cũng không in đâu, nên yên tâm. Cứ lên đúng mã cho em một lần là được nhé. Không cần lên nhiều mã đâu. Cứ lên một lần là có đơn rồi. Đây màu đen này. Màu than. Mua về cho chồng mình, cho em trai mình. Cho mình mặc cũng được mà. Chị em mình mặc cũng được có sao đâu. Mặc cái này càng thích ấy. Tại vì hàng của Nam bao giờ nó làm rất là cầu kỳ. Và có khi nó còn cẩn thận hơn may đồ nữ đấy các chị. Tại vì con trai mà. Các anh khó tính lắm. K8 giùm em nhé mọi người. 95.000 mã K8 này. K8 sẽ có màu xanh ngọc. Cái này là màu. Cái này là màu. Màu xám đậm. Cái này em mặc là màu xám đậm này. Màu tím than này. Màu tím than cho em nhé. Màu tím than. Màu đen. Đấy. Áo của Nam 95.000 một cái mã K8 được chưa. Màu đen này. Màu nào cũng đẹp. Màu xanh ngọc.
màu xanh ngọc cho em này, màu xanh ngọc cho em nhá. Áo gió ấy, áo gió thông hơi, màu xám nhạt này, màu rêu. Chị nào lấy K8 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em là có đơn nhá. 95.000 mặc sướng cực kỳ luôn cho em, mã K8. K8 giùm em 95.000. Nên áo này còn mấy cái em bán tặng nốt cho mọi người nhá, còn ít. Mã em đi lên luôn cho em. Em cao bao nhiêu em nhỉ? K44 rồi đúng không? Giờ đây K45 đi. Áo này còn ít bán tặng nốt này. Áo vải xô cho em nhá, cơ hội ngàn năm có một, nhanh tay được chậm tay hết, 69.000. 69.000 mã K45. K45 giùm em nhá, 69.000, có size chị MLXL. K45 màu tím này. K45 màu trắng. Đằng sau khuy cho em nhá, màu trắng cho em này. Màu hồng này. Màu kem này. Màu vàng này, mã K45 cho em nhá, 55 cân đổi về vô tư. 69.000 một áo mã K45. Ai lấy K45 thì mình chốt K45 giùm em. Cái này các chị dưới 55. 55 cân đổ về vô tư nhá, mã K45. K45 màu tím, màu trắng, màu hồng, màu kem, màu vàng. Ai lấy màu nào mình chốt hộ em, xông sinh cho trả lại. 69.000 nhá, vừa bán vừa tặng rồi. Chị nào lấy K45 thì mình chốt K45 giùm em, 69.000 đồng. Nhanh tay thì được, chậm tay thì hết nha mọi người ơi. Nhanh tay giúp em. Có 69.000 thôi. Đan khuy đằng sau giúp em nè. Tím nè, trắng nè, hồng nè, kem nè, vàng nè. Mã K45 dùm em là có đơn nhé. 69.000 đồng nhé. Ai lấy K45 thì mình chốt hộ em, màu nào cũng rất là đẹp. Ôi có 69.000 đồng thôi à. Đây quần em mà không có bán, màu tím cho em, màu kem. Em mua ở chợ Trăm Chín đấy. Cũng đây các chị Trăm Chín thôi, nhưng mà không biết nhà đó còn hàng hay không. Năn nỉ mãi nó mới bán một cái đấy các chị. Nó toàn bắt mua cả gì không rồi. K9 dùm em, áo quen K45 nhá. Áo khoác là nam K8. Áo khoác là K8 nè em nhá, 95.000. K45 dùm em, có màu tím này, màu trắng này, vải xô đẹp nhá. Màu hồng cho em này, màu kem này, và màu vàng. Chị nào lấy K45 màu nào mình chốt hộ em nhá. Tặng các chị luôn bao nhiêu? Có bao nhiêu các chị? 69.000 à? Có 69.000 một cái thôi ấy, dễ mặc cực kỳ luôn. Cái này em thấy nó dễ mặc. Em ơi xem có còn màu vàng không? Hết vàng nhá mọi người. Chị nào lấy màu nào mình chốt hộ em nhá. Thì nhưng vẫn đang còn đủ màu đấy, được chưa? Hết còn ba cái em gấp luôn cái màu vàng này, hết màu vàng này. Hết vàng nhá mọi người. Bây giờ còn tím lịm này. Còn màu trắng này. Tím à? Hết tím luôn này. Hết tím này. Còn màu trắng a, cho chị cả kéo hồng lúc chiều chị bảo em đó, kéo hồng còn màu hồng nhà đấy. K45 dùm em nhá. Còn màu kem. Màu kem, màu hồng và màu trắng mã K45. Đấy, chị nào lấy K45 mình chốt, không ai bán kéo này 69.000 bao giờ hết. Áo vải xô cho em, hàng đẹp mà, hàng Quảng Châu mà. Bây giờ có hàng Quảng Châu về đâu, tắc pin loài loài. Hàng còn ở đây, cái màu hồng bên này, cái màu hồng lúc chiều chị bảo em đó. K45 dùm em nhá. Chị nào lấy K45 thì mình chốt hộ em, có 69.000 thôi, tranh thủ mua các chị. Tranh thủ mua nhá. K45 69.000. Đây chị ơi, không lại mẫu khóc con nam mới lên nhiều lắm luôn ấy. Nhiều hơn là nhiều luôn. Đấy, chị nào lấy K45 thì mình chốt hộ em nhá. Áo này cũng xinh. Ôi dồi ôi. Áo này có chị nào nhận được hàng chưa? Con áo bé bỏng của em. Áo này còn mỗi màu hồng. Không còn màu gì khác, còn mỗi màu hồng cam. K45. Đây các chị ơi. À vẫn đang còn một cái demo à. Ok. Sang áo này cho em nhá. Sang áo này cho em là K46 các tình yêu. K46 các chị ơi, các tình yêu của em đâu rồi? Có bác nào mà nhận được con áo này chưa? Xinh chưa? Có 79.000 thôi mà nó đẹp như thế này đấy. Em K46 giùm em nhá. Chị nào lấy K46 thì mình cho K46 giùm em này. 79.000, 54 cân đổ về cho em, xinh chưa? Ôi dồi ôi. Con bạn con gái bé bỏng của em đây. K46 giùm em nhá. Hãng cơ KR. K46 giùm em nhá. Em còn hàng lông cơm chứ tự nhiên bây giờ đang bán hàng nguyên cùng mà bán lông cơm em đau đầu lắm. Em buồn ngủ cực kỳ. Mỗi khi bán hàng lông cơm mà em buồn ngủ lắm ấy các chị. Nhưng nhiều khi em ngại bán cực. K46 giùm em nhá. Chị nào lấy K46 thì mình chốt hộ em này. 79.000 đồng mã K46, 54 cân đổ về vô tư. Em ơi chất nó mềm lắm ý. Mềm cực kỳ luôn. Chất đẹp vô đối nhá, mã K46. Ai lấy K46 thì mình chốt hộ em nhá, 79.000. Trời ơi, chất này. Không thể chê con áo này được luôn ấy, chất đẹp, đẹp dã man luôn.
Chị nào lấy K46 thì mình cho K46 giùm em nhá. 79.000 đồng. Trời ơi, áo này em đang đặt thêm cho mọi người đây. Đang đặt thêm áo này. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt hộ em nhá. K46 79.000 thôi. Cái này các chị có dưới 55 cân đổi với cho em vô tư nhá. Mã K46. Ai lấy K46 thì mình chốt hộ em nhá. 79.000. Trời ơi. Form dáng này. Đẹp vô đối như thế này. Ai lấy K46 thì mình chốt hộ em nhá. Có 79.000 đồng thôi. Dễ mặc cực kỳ ấy mọi người. Siêu dễ mặc luôn này. Chạy dọc biển cho em như thế này. Chị nào lấy K46 em ạ. K46 thì mình chốt cho em nhá. Áo ba lỗ cho em này. Áo ba lỗ đính ngọc cho em nhá. Trời ơi. À, K47 cho em đi. Áo len đấy. Áo len đính ngọc, áo yếm này. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em nhá. Cái này có đúng một cọc. Chị nào lấy cái này mình chốt cho em. Mã này là A47. Bán tặng nốt cho các chị mã này luôn. Đính ngọc cho em này. N55.000. 55.000 mã K47 nhá. Chị nào lấy K47 thì mình chốt cho em. 55.000 đồng thôi. Ai lấy K47 thì mình chốt cho em này. 55.000 nhá. Đây là đính ngọc này. Sang lắm. Cái áo này mình mặc áo, mình khoác áo vest ở bên ngoài mọi người. Cũng rất là sang luôn. 55.000 mã K47 cho em nhá. Ai lấy K47 thì mình chốt hộ em. Cái này mình từ 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư. Còn em thì không có bán. Chị nào lấy K47 mình chốt hộ em nhá. 65.000. À quên, 55.000 chứ. Hai bên đính ngọc cho em này. Bên phần cổ đây đính ngọc luôn. Đấy, chị nào lấy K47 thì mình chốt hộ em nhá. 55.000 đồng thôi. Chất nó là hàng len Montegi cho em nhá. Mềm. Mềm đẹp cực kỳ luôn cho em này. Bác nào lấy K47 thì mình chốt hộ em. Có 55.000 áo yếm. Áo yếm mình mặc trong rồi mình khoác áo khoác ở bên ngoài cho em. 55.000 một áo thôi. Các chị mua ở ngoài nhá. Bèo nhất là 90.000 áo len đó. Mua ở ngoài bèo nhất cho em là 90.000. Mà bây giờ em bán tặng các chị có 55.000. Mã K47. Chị nào lấy K47 thì mình chốt hộ em nhá. Hai bên đính ngọc này. Mặc cái này mặc với quần sóc hay chân váy cũng rất là đẹp. Sơ vin. Rồi mình mặc áo khoác cũng đẹp. Đặc biệt điểm nhấn của nó là cái cổ này. Cổ này mặc lên sang lắm. Các chị mặc của mình khoác áo vest ở bên ngoài ấy, rất là sang điệu luôn ấy. K47 giùm em nhá. 55.000. Chị nào lấy K47 thì mình chốt K47 giùm em nhá. Áo thun thì em hết sạch. Áo thun hết sạch xinh xanh. Áo thun còn hàng đắt thôi. Chị nào lấy K47 thì mình chốt hộ em nhá. 55.000 này. 55.000 mã K47. Áo hồng này cũng còn ít. Áo hồng này cũng còn ít thôi. Ôi chất len đẹp rụng rời chưa. Áo hồng nhá. K48 60 cân đổ về cho em vô tư. 55.000 đi. K48 chất len Montegi. Chị nào lấy K48 thì mình chốt K48 giùm em nhá. K48 giùm em là có đơn này. Ai lấy K48 thì mình chốt K48 giùm em. 55.000 đồng luôn. K48 55.000. Đây. Ai lấy K48 thì mình chốt nhá. Màu hồng xinh lắm. Len rất là đẹp luôn á. Len tay lỡ này. Này, thấy chưa? Màu đen chưa các chị? Màu hồng đỗ nhá. Tay ơi là tay luôn. Có 55.000 thôi. Em có đúng 10 cái. Chị nào lấy K48 mình chốt nhá. Không phải lên kiện đâu. Nhiều chị bị lầm tưởng em mà bán lên kiện là chết rồi. K48 giùm em nhá. 55.000 đồng. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Mã K48 này, chất siêu co giãn như thế này nhá. Đấy, ai lấy K48 thì mình chốt hộ em. 60 cân đổ về vô tư. Ok, chị Minh Phan một cái, bộ giấy em còn. Chị nào lấy K48 thì mình chốt hộ em nhá. 55.000. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về này. Ok, chị Nguyễn Việt Nam này. Em bói chị Nguyễn Việt Nam hồng đi. Năm hồng hai đêm đi. Hết rồi. Cho chị khác đi. K48 hết hàng nhá. Lên set dùm em này. Set này mình lên luôn cho em, cái này là K49. Set này em bán tặng cho chị luôn 89.000. 55 cân đổi cho em nhá. Em có lên hàng đắt rồi mà. K49 giùm em, 89.000 một bộ này. 89.000 mà K49 nha. Bác nào lấy K49 thì mình chốt hộ em. 89.000, vâng em cho chị cái đen luôn đấy. K49 giùm em nhá. 89.000 đồng này. Ui sang cực kỳ các chị ơi. Áo này, em nói thật áo này mặc lên quá là xinh rồi. Mã K49 cho em nhá. Chị nào lấy K49 mình chốt 89.000 một set. 55 cân đổ về vô tư này. Yên tâm với quần vải này, chất rất là dày. Chất cực kỳ là dày luôn cho em nhá. Có 89.000 một bộ thôi. Trời ơi. Sang chảnh luôn. K49 dùm em, 89.000 một bộ. 55 cân đổ về vô tư nhá. Vải của nó rất là mềm, mềm mịn và mát vô cùng. Bác nào lấy K49 thì mình chốt hộ em. Có 89.000 một set. Em còn đổ tầm mấy set thôi. Ok, chị Thoa 3, 1, chị Bảo Liên 1 này. Cái này có ít thôi ấy, nên là mọi người chốt luôn cho em mã này nhá. K49 của em là có đơn 89.000 một set.
Bác nào lấy cao 49 thì mình chốt hộ em 55 cân đổ về vô tư mặc sang. Sang chảnh cực kỳ, quá đằng sau cho em này. Form đẹp luôn nhá. 55 cân đổ về trên là vô tư. Ai lấy cao 49 thì mình chốt hộ em nhá. 89.000 một set như thế này. 55 cân đổ về vô tư nhá. Chị nào lấy cao 49 thì mình chốt cao 49 hộ em. 89.000 một bộ thôi. Form dáng mặc lên đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy cao 49 thì bình luận luôn giúp em nhá. 89.000. Form đẹp, chất đẹp, 55 cân đổ về vô tư. Cái này có ít thôi mà. Nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em nhá. 89.000 một set. Ai lấy cao 49 thì mình chốt hộ em nhá. 89.000, chất rất là mềm. Mềm ơi là mềm luôn này. Trời ơi, áo này cũng xinh nè. Áo này có hai màu. Áo này sẽ có hai màu nhá. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em. Ui, áo này xinh đấy. Sẽ có màu màu đen đó, mặc nó như phông với các chị. Màu đen và màu ruốc. Đen ruốc và kem em. K50, các chị nhỉ? Đúng không? K50, 59.000. K50, áo len nhưng mà rất là mát. K50 dùm em nhá, 59.000, có màu ruốc. Không, các chị cho em là cam, đen và kem. 65 cân đổ về cho em vô tư. Áo này xinh đấy chị này. Đơn giản nhẹ nhàng, mặc mùa này cũng được. Kiểu xe lạnh các chị mặc cái con này sướng cực. Màu kem này. Mã K50 cho em nhá. Màu kem, màu đen và màu cam. Chị nào lấy màu nào mình cho em. Có 59.000 một áo thôi. Xinh nhở. Eo nhìn cái họa tít cho em cái cổ này. Cái cổ nó là rách kiểu này nhá. Sang chưa? Mềm chưa? Rất vải rất là mềm. Trời ơi, K50 dùm em. Có màu đen này, màu kem và màu cam. Vừa giá là 59.000 một áo thôi. Mã K50 áo len nhá. Áo em có ít thôi ý, nên là chị nào lấy thì mình chốt nhanh. Sơ vin cũng được. Cái mã này các bác sơ vin cho em cũng được. Mà mình mặc thả buông cho em cũng được. Xinh cục luôn. Kiểu của nó là rách kiểu cho em nhá. Với giá là 59.000. Áo len sọc môn tơ ghi em vẫn đang còn đấy. K50 dùm em nhá mọi người. K49 ấy. K49 là áo. K49 cũng là áo. Mã này mình có lên cho em mã này K50. K50 dùm em. Cam, đen và kem. 59.000 mã K50. 60-65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Chị nào lấy K50 thì mình chốt K50 hộ em. Bán tặng các chị luôn. Mã này có 59.000 một áo thôi à. Áo len đấy. Áo len rất phê cực kỳ luôn này. Có đen, có kem. Có đen, có kem và có cam nhá. Chị nào lấy A50 thì mình chốt A50 dùm em. A50 giúp em và kèm màu. Ok chị trang trần một con màu đen xinh lắm. Áo len có ít thôi á. Nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhá. Có 59.000 áo. Xinh xuất sắc luôn mã K50. À K50 chứ. Chị nào lấy K50 thì mình cho K50 giùm em nhá. K50 giúp em là có đơn. Có màu kem này. Màu kem, màu đen và màu cam. Chị nào lấy K50 thì mình cho K50 hộ em nhá. Form dáng đẹp cực kỳ luôn. Các chị ơi nhanh tay. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em mã này vô tư em. K50 kìa. Chị nào lấy K50 thì mình cho nhá. Em còn bộ đồ K50 em vẫn đang còn mà. Đây đây đây, ok bác luôn. Màu nào cũng xinh. Chị nào lấy K50 màu nào mình chốt hộ em nhá. Màu nào cũng xinh á chị ạ. Kinh khủng chưa, có 59.000 mà mua được cái con áo này. Quá đẹp luôn. K50 dùm em nhá. 3 màu, ai lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy nhá. Xinh cực. Xinh cực, xinh cực luôn. K50 59.000. Ai lấy K50 thì mình chốt K50 hộ em nhá. 59.000 đồng. K50 giúp em là được. Con áo len xanh này. Con áo này em còn mấy chục cái cả. Em bán tặng các chị nốt này. K51, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. K51 nhá. Riêng áo này em phá giá em bán tặng các chị luôn. Áo len đấy. Nhanh tay giúp em nhá. Mã K51 dùm em. Áo này em bán tặng các chị thôi. Nhanh tay giúp em nhá. 45.000. 45.000 mã K51 này. Nhìn cái chất len này. Phần này là phần thông hơi. Phần dưới là chất len bông tơ ghi cho em được chưa. K51 dùm em nhá. 45.000. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Ai lấy K51 thì mình cho K51 dùm em nhá. 45.000 đồng. Chất rất là đẹp, phần bèo. Ôi, 65 cân các chị vẫn mặc vừa ấy. K51 dùm em nhá. 45.000. Ai lấy K51 thì mình cho K51 dùm em là có đơn nhá. 45.000 đồng. 45.000 nha. Chị nào lấy K51 thì mình chốt hộ em nhá.
45.000 thôi. Cái này từ 40 cân đổ lên 60. 60 65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Ai lấy K51 thì mình chốt K51 giùm em nhá. 45.000. Giá này rất là dễ mặc luôn đấy. À em có in cái mã K51 không em? Thủy nó có in cái mã K51 không em? Nó in K51 không? Cho em chưa số thứ tự lên K51 đấy. K51 giùm em nhá. 45.000 đồng mã K51. Ai lấy K51 thì mình chốt hộ em 45.000. Xinh cực kỳ. Ôi. Áo này em thấy nó bán hot cực kỳ luôn. Em còn quần ngố đấy. Áo này em thấy nó bán hot lắm đây này. Ui cái áo tâm cho em này. Trời ơi. K52 các chị ơi. K52 K52 dùm em là có đơn này. 59.000 nhá. K52. Áo khuy ấy. Áo này hot hit cực kỳ. Chị nào lại nó không in được à? Số mã này cho em là B nhá. B1 cho em đi. B1 các chị ơi. B1 dùm em với giá các chị ơi 59.000. Áo này em thấy nó đang gọi là buôn cái áo này là 70.000 đấy. Áo khuy á, mã số cho là B1 nhá. 59.000 thôi. Áo khuy này, xinh cực kỳ luôn. Áo len mông tơ ghi. Chị nào lấy B1 thì mình chốt B1 cho em nhá. 60 cân đổ về vô tư. Duy nhất màu trắng nhá. Trời ơi, màu trắng mặc tôn da luôn. B1 59.000 cho em, mã B1 nha. Ai lấy B1 thì mình chốt cho em. Cái này còn đúng chục cái thôi. Ok, chị nhân lê B1 đẹp. Nhìn màu cho em này. Màu trắng cho em nhá. Chị nào lấy B1 thì mình chốt cho em. Chị Hiền Phạm B1 ok này. Ok luôn, chị Thu Hương một cái B1 59.000 cho em này. B1 giùm em nhá. Ok chị ạ, bác nào lấy B1 thì mình chốt cho em. Cái này em có ít thôi. Có mấy cái, cho chị bạn khác. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. 59.000 mã B1, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy B1 thì mình chốt B1 hộ em. Có 59.000 thôi. Chị mua shop lần đầu mà em. Vâng, ok chị Nhân Lê. B1 giùm em nhá. 59.000 nha. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Mã B1, trời ơi. Em bán cái con này cho các chị 59.000. Trong khi người ta đang buôn 70.000 đấy. Đẹp lắm. Đằng trước hay đằng sau cũng được mà. Mặc đằng trước hay đằng sau cho em cũng được. Đấy là tùy các chị nhá. Thích mặc đằng trước hay đằng sau cũng được nha. Người nha. Ơ, áo này còn có mình màu cam mà em. Có duy nhất một màu mã B2. Có 10 cái thôi. 59.000 mã B2 cho em này. Chị nào lấy B2 thì mình cho B2 cho em nhá. 59.000 màu cam. Duy nhất màu cam. À có mã nào màu đen đúng không ạ? Len á chị, màu đen á. Em thấy len thì các chị hay mặc màu rực rỡ ấy. Tại vì mùa đông cái da mình nó hơi bị xỉn màu ấy. Nên là đây. Mua nhiều, chuyển khoản cho em càng tốt. Không ấy thì cọc tiền giúp em. B2 giúp em nhá mọi người. 59.000 theo chữ ở đây. Chị nào lấy B2. Hóa đơn trên 500 thì các chị cọc giúp em 100 nhá mọi người. 50 cũng được. Thẻ 50, chuyển khoản thì 100. B2 giùm em nhá. 59.000 mã B2, chất mát lắm. Em có từng chỗ này thôi. Ôi trời ơi, có 10 cái thôi. Chị Mai Thị Thanh Vân một cái B2 này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. 59.000 giùm em. Mã B2. Chị Mai Thị Thanh Vân một cái này. Chị nào lấy B2 thì mình chốt cho em nhá. 59.000 đồng. Đẹp cực kỳ nhá, áo len đó. Len mông tơ ghi đẹp cực kỳ luôn cho em mã B2 này. Chị Mai Thanh Vân một cái, chị Út Đèn một cái. Ok. Chị nào lấy B2 mình chốt cho em nhá. 59.000 thôi. Chị Lý Nhung một cái này. Ok luôn, chị Vân Linh một cái B2 này. Em vẫn đang còn từng đây nữa cơ mà. Yên tâm vẫn đang còn đủ chốt cho mọi người nhá. 59.000. Rồi, chị Khánh An một cái này. Chị nào ở đây các bác ơi? B2 giúp em là có đơn nhá. Chị Khánh An mua nhiều thế á. Lại lên săn cứng rồi. Avatar hình cô gái. Chị nào lấy B2 thì mình chốt cho em nhá. Còn 5 cái nữa cơ. Các chị cứ chốt thoải mái. Em còn 5 cái nữa nhá. Chị nào lấy B2 thì mình chốt cho em 59.000 này. Qua mẫu luôn được các chị nhá. Lên áo này dùm em này. Áo nhũ kim sa. Duy nhất màu đen. Only màu đen. Mã số trên là B3. Cũng 59.000 thôi. Mua áo lên nhà em yên tâm. Giá shop bán 80.000 nhá. Được chưa? Mã B3 cho em nhé, 80.000 là bán rẻ rồi. B3 rồi em là có đơn, có shop thì bán 90.000. 59.000 áo nhũ kim tuyến này. Trời ơi, không bao giờ bị ngứa. Yên tâm áo này là không ngứa nhé mọi người. B3 dùm em, 59.000 áo nhũ kim tuyến. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 dùm em nhé. 59.000 đồng. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Ai lấy B3 thì mình cho B3 dùm em nhé. 59.000 áo nhũ kim tuyến.
40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Chị nào lấy B3 thì mình chốt B3 giùm em nhé. 59.000 mã B3. B3 giùm em, áo nhũ kim tuyến. Chị nào một màu rồi à? Cái này em có một màu. B3 giùm em nhá. Chị nào lấy B3 thì mình chốt B3 luôn giúp em là có đơn. Chị nào lấy B3 thì mình chốt B3 giùm em nhá. Không nào mình lấy cái 40 cái len cọc. À cái áo gió đấy. Bộ tàu là bộ gì không nhỉ? Bộ tàu lấy là bộ bài léo phong. Chị nào lấy B3 thì mình chốt B3 cho em nhá. Áo nhũ chị mình nhận rồi, rất đẹp và mát nữa. Em cảm ơn chị. Ok chị Hoàng Trang, chuyển khoản cho em càng tốt. Hoặc không có chị cứ chuyển cọc cho em 100. Bây giờ lên cái gì cho các chị đây? B3, bác nào lấy B3? Thôi lên nốt một cái mã baby doll rồi sau đấy em nghỉ nhá. Quần ngố em có lên mà. Hình như hết mã quần ngố hay sao á? Quần hết rồi, em hết mã quần ngố rồi. Còn có ít quần thôi. Đây, lên áo khoác baby doll cho em đi. Áo này cũng xinh nhá bộ. Áo này có 4 màu, hàng đẹp. Có trắng này, có đen, có kem này. Toàn áo đẹp thôi. Mã B5 cho em nhá. Cái này lên B5 cho em nhá mọi người. 99.000 một áo, 55 cân đổ về, áo này xinh này. B5 nhiều áo xinh lắm, đâu có bán đâu, không bán hết. B5 giùm em nhá. B5 giùm em là có đơn này. B5 màu vàng, B5 màu trắng, B5 màu đen, B5 màu kem. 99.000 xinh nhỉ. Áo này xinh lắm ấy các chị. Lên của bé em ít có. B5 giùm em nhá, 99.000. Xinh chưa? Không cần mặc đâu, yên tâm cái dáng baby doll cho em này. Xinh dã man, dạy dọc viền. Ôi, đen dùm em này, trắng dùm em này, vàng dùm em này, kem dùm em. Có 99.000 thôi, 55 cân đổ về cho em nhá. Mã B5, cái áo này nó bán đầu tiên là hết hàng rồi. Nhưng mà quên đấy, quên mất cái mã này. Mã này có hôm về nhiều hàng quá em chẳng để ý á. B5 dùm em nhá. Chưa bán tới luôn, dã man. Thôi mai, chưa mai để lôi ra để bán. B5 giùm em nhá. Đấy, chị nào lấy B5 mình chốt 99.000. 99.000 mã B5 nhá. Màu nào cũng xinh hết, màu nào cũng đẹp các chị ạ. Áo này hot hit luôn đấy. Này, cái tay viền nó làm phối cực kỳ là dạng luôn. Bác nào lấy B5 thì mình chốt B5 giùm em nhá. Với giá là 99.000 mã B5. Cứ lên đúng mã cho là B5 cho là có đơn. 99.000 đồng. Trời ơi, xuất sắc các bác ơi, xuất sắc luôn. Rất sắc sắc luôn nha. Màu kem này, màu vàng này, màu trắng này, màu đen cho em nhá. 55 cân đổ về vô tư xinh nhỏ. Cái dáng baby doll dễ mặc ơi là dễ mặc luôn. Đấy, chị nào lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy cho là có đơn nhá. 99.000 dùm em. Sang chưa? Số em không mặc được. Chị hôm nay trắng á. Mỗi màu hai còn chữ trắng. Thế lấy luôn cho em đi. Thế còn chữ trắng nữa. B5 cho em nhá. Đấy, mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. 99.000 mã B5. Ai lấy B5 thì mình chốt B5 hộ em nhá. 99.000. Chất đẹp lắm luôn ấy. Mềm. Mềm mà đẹp vô cùng. Kem này, vàng này. Đấy, trắng này, đen này có. Cái đấy thì em vẫn đang còn nhưng mà không có một cái nào còn sót lại để làm mẫu được các chị á. Hết luôn. Chiều bán có một cái là hết sạch luôn. Không có cái nào làm mẫu mà hôm nay mưa to các chị em không đi chợ được nên là không có cái mẫu đấy. Nên là không có cái vật thể. Không có cái vật thể đấy là lấy cho mọi người. Áo đấy vẫn đang còn size SM. Các chị cứ lên cho em. Chị nhiều trắng vãi rồi. Buồn. Nói quá buồn luôn đó chị ơi. Thế à. Buồn nhí. Rồi lên áo này cho em. Còn mấy chục con là hết. Áo này cho em nhá. Mã B6. Áo này dùm em mã B6 nhá. Áo len mông tơ ghi, dài tay.
Mã B6 giùm em nhá. B6 69.000. Áo dài tay, ôi dồi ôi, nhanh tay giúp em mã B6. Áo khoác sau lưng là 95.000 cho em nhá, ở mã B6. B6 giùm em nhá. 69.000 mã B6. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Chị nào lấy B6 thì mình cho B6 giùm em nhá. 99.000, áo quen 69.000 nhá. Dài tay đấy, dài tay mà vẫn bán cho mọi người bằng cọc tay luôn. B6 giùm em là có đơn nhá, 69.000 mã này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Áo len này, có theo chữ Burberry ở đây. Chị nào lấy B6 thì mình cho B6 hộ em nhá. 69k, em còn đúng một cọc này là hết. Em còn đúng một cọc này thôi, nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. 69.000. Vào vụ không bao giờ có giá này đâu. Có chị nào thích cái này không? Quần thể thao 36 em hết rồi. B6 giùm em nhá, 69k thôi. Chất rất là mềm. Ok, bác mã hồng đào một con B6 này. Chị nào lấy B6 thì mình chốt cho em nhá. 69.000. Cố lên đúng mã cho em là có đơn. B6 đơn của mình đổi. Đơn của mình đổi. Đổi nha bạn, cái gì đây? Thiếu hàng. Cái áo này còn nhiều mà. Cái này là B7 cho em, áo này cũng xinh này. Sơ mi kẻ sọc nhá, mã B7. Hào loại 1 đấy. B7 cho em nhá, có màu đen và có màu trắng. 119.000 mã B7. 60 cân đổ về vô tư, cho em không bán hàng loại 2 đâu. Hàng loại 2 xấu hơn đấy. Này, nhà em có tang mác đầy đủ nhá. B7 cho em 119.000 mã B7. 60 cân đổ về. Có đen và có trắng nhá. Chuẩn ảnh mẫu luôn đấy. B7 giùm em 169. Ai lấy B7 thì mình chốt cho em nhá. Có đen và có trắng nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em này. Sọc trắng và sọc đen mã B7. Ai lấy B7 thì mình cho B7 giùm em nhá. 169.000 mã B7. À quên, 119.000. Có sọc đen và sọc trắng, 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về. Chị nào lấy B7 thì mình cho B7 giùm em nhá. 119.000 một áo. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư, được chưa? Hai màu, sọc đen và sọc trắng. Ai lấy sọc nào mình chốt giùm em nhá, mã B7 giúp em là được. Mới giá tặng luôn các chị luôn này, vừa giá là 119.000 thôi. Bác nào lấy B7 mình chốt hộ em nhá, một mớ trấn luôn. Đen và trắng nè. Hết đen này. Hết đen nhá mọi người. Hết đen, hết đen. 50 cân vừa, thoải mái luôn. 50 cân vừa thoải mái, sao lại còn lại mỗi màu trắng ta? B8 cho em nhá. À quên, B7. Chị nào lấy B7 thì mình chốt cho em này. B7 giùm em là có đơn nhá. Lên nốt cái mã áo khoác này thôi. Lên nốt cái mã áo này để nghỉ cho chị. Hôm nay hơi tăng động một tí rồi. Live 3k cơ. Hơi tăng động rồi. B8 các chị. B8. Chị nào lấy B8 thì mình cho B8 cho em. 109 nhá, mã B8. Đây, úi dồi ôi, cảm ơn bác Hiền Nguyễn. May, sợ chưa? B8 thôi mày không? Không lẽ không chị nào chốt mã đấy. Nhục mặt. B8 giùm em. B8 giùm em là có đơn nhá mọi người. B8 giúp em này, 109 nhá, mã B8, 60 cân đổ về vô tư. Chị nào lấy B8 thì mình cho B8 giúp em nhá, 109.000. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về mã B8. Áo số 5. Áo số 5, mã B8 cho em 109. Bác nào lấy B8 thì mình chốt nhá, áo bomber. Cái này là áo bomber đấy, có chị nào thích này không? Không thì em nghỉ đây nhá mọi người, hôm nay em tăng động lắm rồi. Lại một lúc 3k, khi hoa mắt chóng hẳn đấy các chị. Không phải vào đây mà hí. B8 giùm em nhá. Thôi em nghỉ đây mọi người. Muộn rồi, đến giờ là phải nghỉ rồi. Nhớ là chị nào có đơn thì ngày mai nghe máy giúp em nhá mọi người. Bác nào có đơn ý thì ngày mai nhớ cố gắng là nghe máy giúp em nhá, để em còn đi đơn đấy. Nhiều chị đặt hàng đâu có nghe máy đâu, tức là cứ xả ra không gọi được, rồi cứ lên bảo là không chốt đơn. Mình gọi điện đâu có nghe máy đâu để mà chốt ấy. Nên là cố gắng là ngày mai các chị nghe máy giúp em nhé. Bye bye mọi người, hẹn các chị vào ngày mai nhé. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của em. Thank you các bác rất là nhiều. Bye bye.